mỗi nhân viên và giáo viên tiếp tục lao động hết mình, không ngừng tìm tòi, công hiến, xứng đáng là một tập thể vững mạnh, để lại nhiều giá trị hơn nữa cho các thế hệ học sinh Việt Nam. Quý phụ huynh và học sinh đang theo dõi livestream hội thảo cùng con chinh phục kỳ thi vào 10 năm 2019. Ngay sau đây sẽ là phần tư vấn ôn thi môn toán và ngữ văn do thầy Hồng Chí Quang, cô Nguyễn Thị Thu Trang và thầy Nguyễn Phi Hùng tư vấn. Quý phụ huynh vui lòng hãy theo dõi livestream của chúng tôi, bởi vì trong phần này thì thầy cô sẽ gửi tặng quý phụ huynh và học sinh tài liệu 6 sai lầm thường gặp khi làm bài thi môn toán vào 10 và kiến thức trọng tâm ngữ văn ôn thi vào 10. Quý phụ huynh và học sinh hãy để lại email ở dưới livestream để nhận tài liệu của chương trình. Bây giờ xin mời phụ huynh và học sinh cùng theo dõi phần tư vấn của các thầy cô. Thank you.
Ban tổ chức xin thông báo với các vị phụ huynh là buổi hội thảo của chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc 9:15, tức là còn vài phút nữa thôi. Thì để hội thảo chuẩn bị bắt đầu thì tôi mời cô Ngọc ạ, cô Nguyễn Thị Mai Hương ạ, thầy Hồng Chính Quang, cô Nguyễn Thu Trang và cô Nguyễn Quỳnh Mai lên sân khấu ạ. Thank you.
Đã tổ chức Minh nhắc hỏi anh là cô Mai Hương phỏng vấn xong thì vào luôn để chương trình bắt đầu. Kính thưa các vị phụ huynh, thì hàng năm thì hệ thống giáo dục Vọng Mãi vẫn tổ chức các cái buổi tư vấn dành cho học sinh chuyển cấp, đặc biệt là dành cho học sinh lớp 9. Năm ngoái thì Vọng Mãi cũng tổ chức một buổi tư vấn cho các vị phụ huynh trong hội trường này. Năm ngoái cũng có đặc thù và có những thay đổi khác. Ví dụ như là các bạn sinh năm 2003 thì rất là đông, và các vị phụ huynh thì tôi nhớ là cũng áp lực và các khuôn mặt cũng căng thẳng như các vị phụ huynh hôm nay. Cá nhân tôi thì cũng là một phụ huynh có con sinh năm 2003, và cái tâm lý của các vị phụ huynh thì chúng tôi cũng phần nào chúng tôi hiểu được. Tuy nhiên thì con tôi năm nay lên lớp 10 và các nỗi lo thì nó vẫn còn nguyên, nên là không phải là thi xong lớp 9 thì sẽ bớt lo. Và các vị phụ huynh thì cố gắng cứ yên tâm và cùng với con động viên con mình để vượt qua cái kỳ thi vào cái hệ thống trường công lập. Các phụ huynh có con thi vào hệ thống trường dân lập thì đơn giản hơn, và chúng ta sẽ không phải lo lắng lắm. Tuy nhiên thì năm 2000, các bạn sinh năm 2004 thì cũng phải đối mặt với những cái thay đổi khác. Chúng ta phải thi thêm môn phụ, và cái thời điểm công bố môn phụ thì cũng là khá là muộn, nên là các bạn sẽ phải học nhiều hơn. Chính vì vậy thì chúng tôi sẽ tổ chức cái buổi ngày hôm nay để hỗ trợ các quý vị và có những cái thông tin đầy đủ liên quan đến môn học, cũng như là liên quan đến cái lộ trình, cũng như là cái sự hỗ trợ với các phụ huynh để cùng con vượt qua cái kỳ thi này. Để bắt đầu chương trình thì tôi xin giới thiệu hệ thống giáo dục Học Mãi gồm có các giáo viên từ Học Mãi Online và Trung tâm Học tập Chủ động Galileo. Tôi xin giới thiệu cô Phạm Thúy Ngọc, hiệu phó trường Trung học cơ sở Trung Tú Hà Nội.
Tôi có Ngọc đứng lên cho các vị phụ huynh. Tôi xin giới thiệu cô Nguyễn Thị Mai Hương, tổ trưởng tiếng Anh khối song ngữ trường Đoàn Thị Điểm. Tôi xin giới thiệu thầy Hồng Chí Quang là giáo viên môn toán tại hệ thống giáo dục Hồng Mãi, đồng thời thầy cũng là giáo viên trường ACMED. Tôi xin giới thiệu cô Nguyễn Thị Thu Trang là giáo viên ngữ văn. Cô có 10 năm đã từng dạy các học sinh lớp 9 và cô đang là giáo viên ở trường Wellspring. Và cô Nguyễn Thị Quỳnh Mai là trưởng phòng đào tạo hệ thống giáo dục Hồng Mãi. Cùng toàn thể các thầy cô dạy các môn lớp 9 của hệ thống học tập Galileo, các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý và giáo dục công dân. Các thầy cô ở Galileo có thể đứng lên để các vị phụ huynh biết. Tôi xin giới thiệu các cái nội dung chính của buổi hội thảo ngày hôm nay. Phần thứ nhất thì sẽ gồm có những cái thông báo hoặc những cái công bố và những cái điểm nhấn về những thay đổi của thi cử năm 2019 để chúng ta cùng nhìn nhận và đánh giá lại. Phần thứ hai là chúng ta sẽ tư vấn các cái phương pháp học dành cho môn toán và môn văn. Và phần thứ ba là phần tư vấn về phương pháp học cho môn tiếng Anh và các môn phụ có thể sẽ thi. Để giải đáp những cái thắc mắc ở trong quá trình hội thảo thì các vị phụ huynh cũng có thể ghi cái câu hỏi lại và các bạn điều phối sẽ có trách nhiệm nhận các câu hỏi đấy. Trong cái quá trình làm việc thì chúng ta sẽ cố gắng giải đáp những cái câu hỏi chung nhất, những cái vấn đề lớn nhất mà nhiều phụ huynh gặp phải. Sau đó thì chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề nhỏ hơn. Và nếu các vấn đề chưa được giải đáp trong buổi ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm ghi lại thông tin của phụ huynh qua email và qua số điện thoại để chúng tôi trả lời bằng email. Tôi xin bắt đầu phần thứ nhất ạ. Phần thứ nhất thì như các vị đã biết thì năm 2018 này thì thành phố Hà Nội đã công bố cái đề thi minh họa dành cho các môn chính và các môn phụ có thể thi. Học sinh sẽ phải thi toán, văn, ngoại ngữ và một môn phụ. Như mọi năm thì chúng ta chỉ phải thi toán, văn thôi. Thì năm nay thì học sinh sẽ phải trải qua 4 môn thi. Thì rõ ràng là có những thay đổi khá lớn, và ngay cả không chỉ riêng các vị phụ huynh hay học sinh có áp lực mà ngay cả giáo viên ở các trường cũng gặp phải áp lực. Do vậy thì các vị có thể xem lại những cái nội dung chúng tôi nhấn mạnh lại để cùng hiểu rõ và qua đó thì có những cái giải pháp tốt hơn. Tôi xin giới thiệu cô Quỳnh Mai sẽ nêu lên những cái thay đổi mà tác động tới cái quá trình học của học sinh, để chúng ta có thể có những cái đánh giá và những cái triển khai những cái phương pháp nó tốt hơn. Xin mời cô Quỳnh Mai. Trước khi có nội dung của cô Quỳnh Mai thì sẽ là cái điểm nhấn mà 6 cái vấn đề thay đổi của kỳ thi năm nay. Phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Theo đó các em học sinh sẽ phải làm 4 bài thi là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và môn thứ tư được chọn cho các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý hoặc là giáo dục công dân. Với phương thức tuyển sinh mới này thì nhiều học sinh và cả giáo viên không khỏi lo ngại, đặc biệt là các em học sinh khối 9 khi năm nay là năm đầu tiên triển khai phương thức thi này. Thay vì chỉ thi 2 môn là toán và ngữ văn như những năm trước, năm nay số lượng môn thi đã tăng gấp đôi lên 4 môn với các em học sinh. Điều này đồng nghĩa với việc lượng kiến thức và kỹ năng làm bài cũng phải ôn tập với thời gian và công sức nhiều hơn trước. Chưa kể nhiều em lo ngại môn thứ tư được chọn lại không phải là môn thế mạnh của mình. Em cũng cảm thấy hơi lo lắng bởi vì là cái môn thứ tư là cái môn mà sẽ là cái môn bốc thăm mà mình không biết trước được, mà đến cuối tháng 3 thì mới công bố khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến lúc thi thì nó hơi ngắn so để bọn em có thể ôn tập được. Nếu là tháng 3 là chọn tập thi môn hóa thì em thấy rất là sợ,
Chắc là do mẹ cái thời môn lịch sử ạ, vì lúc đấy là có rất là nhiều dữ liệu khó nhớ lắm. Còn theo các thầy cô giáo, phương thức thi mới sẽ có tác động tích cực để các em học sinh học tất cả các môn. Tuy nhiên, kế hoạch tuyển sinh nên được công bố sớm để nhà trường có thời gian ôn tập cho các em. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, các em học sinh và thầy cô giáo không nên quá lo lắng. Để giảm tải áp lực học tập, môn ngoại ngữ sẽ thi dưới hình thức kết hợp cả trắc nghiệm và tự luận. Môn thi thứ tư sẽ theo hình thức trắc nghiệm hoàn toàn. Kiến thức và kỹ năng của cả hai môn đều không yêu cầu cao, chủ yếu là kiến thức lớp 9 ở cấp độ nhận biết thông hiểu. Dự kiến kỳ thi sẽ được tổ chức ngay từ khoảng ngày 2 tháng 6 năm 2019 để giúp các em học sinh sử dụng ngay những kiến thức kỹ năng vừa học. Rồi là những cái thông tin mà các cái hệ thống thông tin truyền thông đại chúng họ cũng đã thông báo, và rõ ràng là năm nay thì học sinh đã phải đối mặt với một kỳ thi thay đổi mới hoàn toàn. Văn toán là những cái môn mà sẽ phải nhân đôi. Thời điểm này thì cũng không còn quá nhiều thời gian để đến kỳ thi nữa. Do vậy thì học sinh cũng cần phải có những cái lộ trình học tập phù hợp, có những cái lộ trình ôn tập cụ thể. Thì hệ thống giáo dục mãi cũng chuẩn bị những cái lộ trình thông tin, và mời quý vị cùng các học sinh có thể xem lại các cái nội dung cũng như là thuyết trình của cô Quỳnh Mai là trưởng phòng đào tạo của hệ thống giáo dục mãi. Năm nay là cái năm thứ hai mà học mãi tổ chức cái hội thảo cho cái phần tư vấn cho các con trong tham dự kỳ thi mới. Thế thì cũng là cái năm mà Hà Nội đã có những cái thay đổi trong cái việc mà thay đổi phương án tuyển sinh. Đấy là ngoài thi cái môn toán và văn ra thì sẽ thi thêm hai bài thi môn tiếng Anh và một bài thi trắc nghiệm. Đây là cái lộ trình mà học mãi đã nghiên cứu và đã đưa ra để định hướng cho các con trong cái khi mà đã ứng phó với cái kỳ thi vào 10 như thế này. Thì học mãi chia cái lộ trình ôn thi của các con từ tháng 5 cho đến tháng 6 của năm 2019 ra thành hai giai đoạn lớn. Giai đoạn đầu tiên là từ tháng 5 cho đến tháng 1 năm 2019. Thì giai đoạn này là các con nên tập trung vào hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là trang bị kiến thức với cái nội dung chính là học các kiến thức trên lớp và làm quen dần với các cái bài tập trắc nghiệm. Cái thứ hai là học tốt và nhận biết thông hiểu các kiến thức cơ bản bằng sách giáo khoa và tổng hợp các kiến thức bằng sách tổ chức đề thi. Thế thì giai đoạn này các con nên kết thúc vào khoảng trước tháng 1 năm 2019. Còn giai đoạn thứ hai là các con nên tập trung vào phần luyện đề. Luyện đề thì từ tháng 1 năm 2019 thì các con tập trung vào việc rèn phương pháp và kỹ năng làm bài. Thế thì đến cái quá trình này có thể các con sẽ luyện đề từ khoảng tháng 1 đến tháng 6. Đến tháng 3 năm 2019 thì theo thông tin từ sở sẽ sở sẽ công bố cái môn thi thứ tư. Thì giai đoạn này các con nên tập trung vào cái môn thi cuối cùng mà sở công bố, đấy là cái việc các con sẽ ôn tập chuyên sâu và luyện các cái bài trắc nghiệm.
Bởi vì sao? Bởi vì là cái việc mà các con có kiến thức nhưng mà không có các kỹ năng làm bài thì sẽ rất là khó để có thể đạt điểm số tối đa được. Thế thì từ tháng 4 là đến tháng 6 là các con bắt đầu có thể tập trung vào việc mà rèn các phương pháp làm cái bài thi trắc nghiệm. Thì đây là cái lộ trình mà Học Mãi đưa ra cho các con học sinh, và cái lộ trình này đã được Học Mãi đưa vào các cái khóa học của sinh ở trên trang web, ở trên website từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2019. Thì quý vị phụ huynh có thể tham khảo cái bản hoàn trận, cái bảng thông tin mà Học Mãi đã chia ở đây. Thế thì có một cái điểm đấy đáng lưu ý, đấy là khi mà kỳ thi có bất kỳ một cái thay đổi gì thì có một cái điểm rất là quan trọng, đấy là các con cần phải có cái việc nắm chắc kiến thức căn bản. Thì cái việc nắm chắc kiến thức căn bản là cái nguyên tắc đầu tiên trong quá trình ôn thi của các con học sinh. Cái nguyên tắc thứ hai đấy là các con phải có cái phương pháp và cái chiến thuật làm bài. Cái phương pháp và chiến thuật làm bài thì các con có thể thông qua hệ thống các cái khóa học luyện đề và các cái việc luyện tập trên các cái ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm. Bởi vì là khi mà có kiến thức và có phương pháp thì các con sẽ có cơ hội để các con có thể đạt điểm số tối đa. Tuy nhiên là với cái việc mà thi môn trắc nghiệm, nếu mà có kiến thức nguyên thì chưa đủ, mà phải có cái phương pháp và cái chiến thuật thì các con mới có thể là rèn cái sản phẩm xạ để có thể là đạt điểm số tối đa được. Thì quý vị phụ huynh có thể là cho các con tham khảo các cái khóa học và các cái chương trình ôn luyện trên hệ thống website và mạng để tham khảo. Thì đây là cái sự lộ trình đưa ra. Kính thưa quý vị phụ huynh, thì vì là hôm nay các vị ngồi ở dưới thì có thể cũng sẽ không nhìn được cái màn hình này. Tuy nhiên là những cái tài liệu của ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ lại một cách công khai ở trên website. Thì các quý vị phụ huynh có thể download về để xem lại. Thì vì là cái màn hình này nó hơi thấp. Trong cái quá trình ôn tập của học sinh thì đến giờ này thì cũng không còn nhiều thời gian, mà trong khi là chúng ta cũng sẽ phải thi nhiều môn. Cái thứ hai nữa là cách thi và cách ra đề cũng khác, thì sở cũng có ra những cái đề thi minh họa. Do vậy là cái việc phân phối thời gian cho học sinh học vào thời điểm này, học ở trường như thế nào, học ở nhà như thế nào, đi học thêm ra sao, tham dự các cái khóa online như thế nào, thì là một cái vấn đề rất là quan trọng, và không chỉ học sinh mà cả phụ huynh cũng phải cùng tham gia với con để kiểm soát cái kế hoạch học tập này. Thì bên cạnh những cái kế hoạch học tập thì chúng tôi cũng có đưa ra những cái phương pháp học. Sau đây thì chúng tôi xin mời cô Vân Anh thuộc Trung tâm Học tập Chủ động Galileo sẽ trình bày về các cái bước học tập hiệu quả để giúp cho học sinh có thể cải thiện được kết quả học tập cũng như là năng lực và điểm số. Xin mời cô Vân Anh. Các thầy cô cùng các em học sinh, chúng tôi là Vân Anh, là cái trang chuyên môn tại Trung tâm Học tập Chủ động Galileo. Thì trong cái kỳ thi vào 10 năm 2019 thì có nhiều cái sự thay đổi trong cái phương thức tuyển sinh vào 10 của thành phố Hà Nội, nên là có nhiều bạn học sinh vẫn còn bỡ ngỡ trong cái việc là học tập và ôn tập như thế nào. Hôm nay tôi xin phép giới thiệu phương pháp 6 bước học tốt cùng học sinh lớp 9 trước kỳ thi vào 10. Thì tôi sẽ giới thiệu luôn 6 bước. Thứ nhất là bước thứ nhất, đó là việc các em học sinh cần phải kiểm tra đánh giá năng lực hiện tại. Bước thứ hai đó là việc xác định cái mục tiêu học tập rõ ràng và cụ thể. Bước thứ ba đó là việc các bạn phải lập được một cái kế hoạch học tập. Bước thứ tư đó là việc các bạn thực thi học tập. Bước thứ năm là việc các bạn kiểm tra đánh giá lại sau mỗi cái nội dung chủ đề. Và bước cuối cùng đó là bước các bạn phải chuẩn bị cái tâm lý cũng như là tổng quát các phần kiến thức cho cái kỳ thi. Ở bước thứ nhất đó là kiểm tra đánh giá năng lực. Thì để kiểm tra được đánh giá năng lực hiện tại của các bạn thì các bạn nắm được kiến thức nào rồi, kiến thức nào các bạn chưa nắm được, ưu điểm của các bạn là gì, nhược điểm của các bạn là gì. Khi mà các bậc phụ huynh cũng như là các thầy cô cũng như là các học sinh nắm được thì mình sẽ tạo ra được cho học sinh cái tâm lý thoải mái nhất và tự tin nhất khi mà bước vào kỳ thi vào 10. Vậy thì
tố có thể giúp phụ huynh xác định được cái năng lực hiện tại của con. Đó, thứ nhất là nó dựa vào cái điểm số trên lớp. Tuy nhiên thì có nhiều trường hợp điểm ảo nên là phụ huynh cũng cần xem xét khi mà dựa vào cái điểm ở trên lớp để đánh giá. Cái yếu tố thứ hai đó là dựa vào cái nhận xét của các thầy cô trên trường cũng như các thầy cô phụ huynh, các thầy cô bộ môn ở trên trường. Các thầy cô thì sẽ phân được các bạn vào các cái nhóm năng lực, thứ nhất là giỏi, khá, trung bình hay là yếu về cái môn học đó. Ngoài ra thì các bậc phụ huynh có thể tham khảo thêm những cái đánh giá từ các thầy cô mà con học thêm ở nhà hoặc là ở các trung tâm. Có một cái yếu tố nữa có thể giúp phụ huynh đánh giá năng lực của con, đó là làm bài kiểm tra đánh giá năng lực. Tại trung tâm học tập chủ động Galileo thì chúng tôi cũng có kiểm tra đánh giá năng lực miễn phí cho các bạn học sinh. Phụ huynh có thể cho con tham gia cái bài kiểm tra này để có thể nắm được những cái ưu điểm, nhược điểm của con, những kỹ năng con đã đạt được và chưa đạt được để có một cái kế hoạch học tập tốt nhất. Đến bước số 2 là cái bước xác định cái mục tiêu học tập cụ thể, thì trường nào điểm số bao nhiêu. Khi các con xác định được mục tiêu ở đây thì hầu hết các bạn học sinh lớp 9 hiện tại thì đã có được cái nguyện vọng của mình. Tuy nhiên thì phụ huynh cũng như học sinh cũng cần dựa vào cái năng lực hiện tại của con để có thể là xác lập được cái mục tiêu nó phù hợp nhất với năng lực cũng như là cái nguyện vọng của gia đình. Thứ nhất, khi mà xác định được nguyện vọng rồi thì các bạn có thể là phân cách nhỏ hơn là đối với điểm từng môn thì các bạn cần phải đạt được tối thiểu là bao nhiêu điểm thì mới có thể đỗ được cái trường đó. Ở cái bước này thì phụ huynh cũng có thể giúp con bằng cách là cùng con định hướng cái nguyện vọng, và ngoài ra thì phụ huynh cũng có thể là hướng dẫn con như là ghi chép hoặc là tạo ra được các trí những cái mục tiêu nó thật là bắt mắt, đạt được cái vị trí mà nó gây sự chú ý với con, như là một cái lời nhắc là con luôn luôn phải cố gắng để đạt được cái mục tiêu đó. Ở cái bước số 3 là cái bước xác định kế hoạch học tập. Kế hoạch học tập này thì nó sẽ gồm xác định phạm vi học tập. Phạm vi học tập thì đối với môn toán và văn thì cấu trúc thì gần như vẫn như các năm trước. Thì các bạn học sinh có thể xem cái cấu trúc ở trên cái cấu trúc cơ sở, nó vẫn là cái cấu trúc chung, cái dạng bài tập như các năm đã vừa thi. Đối với hai môn tiếng Anh và một cái môn thứ tư sẽ công bố vào tháng 3 thì mục tiêu của các con là các con sẽ phải nắm được cái kiến thức cơ bản đầu tiên. Đối với cái thứ hai đó là việc các bạn xác định được các chuyên đề ôn tập. Khi mà các bạn phân cấp được các chuyên đề đạt và chưa đạt và phân cấp nó theo thứ tự từ dễ đến khó, các bạn sẽ phân bổ thời gian có hợp lý và cân đối với cả cái năng lực của bản thân. Cái phương pháp học thì các bạn nên bắt nguồn từ các cái kiến thức cơ bản nhất. Khi các bạn kiến thức cơ bản chưa vững thì các bạn không nên tiếp tục với các cái kiến thức nâng cao, mà hãy quay trở ngược trở lại để nắm chắc kiến thức cơ bản. Cái tiếp theo đó là việc sắp xếp thời gian biểu cho hợp lý. Dựa vào cái chuyên đề phân cấp các bạn thì các bạn sẽ tiết kiệm được cái thời gian. Các bạn sẽ biết phân bổ thời gian đối với các chuyên đề mà mình đã đạt rồi, kiến thức rất là tốt rồi, thì các bạn có thể là giảm bớt cái thời gian đối với môn đó và tăng cái thời gian đối với những môn mà mình cảm thấy là mình chưa ổn. Đến với bước thứ tư là cái bước dài nhất, đó là bước học tập các kế hoạch và lộ trình. Thì cái bước này nó cần cái sự phối hợp giữa phụ huynh, gia đình, học sinh và các thầy cô. Với phụ huynh thì có thể là giúp đỡ các con một cách là động viên, khuyến khích các con duy trì cái kế hoạch học tập như vậy, cố gắng hoàn thiện đúng theo cái kế hoạch mà mình đã đặt ra để đạt được cái mục tiêu cao nhất. Đến cái bước thứ năm này là cái bước vô cùng quan trọng. Sau khi mà các bạn đã học tập cả một quá trình như vậy theo một cái kế hoạch của mình thì các bạn cần phải có một cái bước nữa là bước kiểm tra đánh giá sau khi mà hoàn thành mỗi cái chủ đề. Và sau khi mà kiểm tra xong như vậy thì mình cần phải đánh giá lại là các bạn đã đạt được cái
cái mục tiêu đó chưa, và cái mục tiêu đó có phù hợp với bạn hay không, có cần thay đổi gì không, thì bước này là cái bước sẽ rất là cần thiết. Trong một cái giai đoạn thì các bạn ấy cần cái bước này, các bạn cần thêm cái sự hỗ trợ từ các thầy cô dựa trên điểm số trên lớp để có thể là đánh giá xem là liệu cái năng lực đấy đã phù hợp hay chưa. Bước thứ 6 là cái bước cuối cùng, đó là cái bước các bạn phải tổng quát kiến thức trước kỳ thi và chuẩn bị tâm lý trước kỳ thi. Bước tổng quát này thì các bạn có thể sử dụng sơ đồ cây hoặc là sơ đồ tư duy để có thể là viết rõ ràng nhất các cái phần kiến thức mà các bạn đã nắm được và chưa nắm được. Tiếp theo là phần chuẩn bị tâm lý qua những kỳ thi thử. Tâm lý này thì dựa thêm trên nhiều yếu tố. Thứ nhất là có thể là do động viên từ phụ huynh. Phụ huynh có thể là động viên, có thể tạo một chút áp lực nhỏ nhỏ cho các bạn ấy. Tuy nhiên thì phụ huynh cũng không nên tạo áp lực quá thường xuyên để các bạn ấy bị stress. Và sẽ tốt hơn nếu mà phụ huynh có thể là động viên hàng ngày sau những cái bài kiểm tra, mặc dù có thể là bạn ấy chưa đạt được cái năng lực như bạn mong muốn, thì cũng có thể là hướng dẫn các bạn ấy và động viên các bạn ấy, giúp các bạn ấy thành công hơn trong cái kỳ kiểm tra sắp tới. Cho nên thì là 6 bước học tốt cùng học sinh lớp 9 mà trung tâm học tập chủ động Galileo đã muốn mang tới cho các bậc phụ huynh. Hiện tại thì các bạn học sinh ở trung tâm học tập chủ động Galileo thì cũng đang được học theo 6 bước này và đạt được rất nhiều cái kết quả tốt, đó là việc các bạn học sinh trở nên yêu thích hơn với môn học và cải thiện được cái năng lực. Các bạn học sinh lớp 9 thì có thể thực hiện theo 6 bước này. Đây là một trong những cái khoa học nhất giúp các bạn có thể là đạt được cái kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Vâng, xin cảm ơn cô anh. Nhưng mà chắc là để các vị phụ huynh và cùng các em học sinh để nhớ được cái 6 bước này thì ngay bây giờ chúng ta cũng chưa nhớ được đâu. Thì chắc là chúng tôi sẽ có các cái thông tin cụ thể để đưa lên website và sẽ hướng dẫn thì các vị phụ huynh có thể download lại được. Là một phụ huynh năm ngoái cũng có con thi vào lớp 10 thì tôi cũng rất căng thẳng. Và cái khâu quan trọng nhất tôi nghĩ là đúng là cần xác định mục tiêu của con là gì. Con sẽ thi vào trường nào, trường đấy năm ngoái điểm bao nhiêu, thì cái câu đấy là cái câu quan trọng nhất. Và để làm được cái điều đấy thì mình phải hiểu được cái lực học của con. Hiểu được lực học của con thì thông qua nhiều cách, trong đấy có việc đối thoại với giáo viên chủ nhiệm và đối thoại với giáo viên đang phụ trách cái môn đấy của con, thì có thể hiểu được rõ hơn là con mình đang ở cái mức nào. Tôi lấy một cái ví dụ thì giờ này thì có lẽ là các bạn ấy đã đánh giá xong cái kỳ thi giữa kỳ và chuẩn bị vào học kỳ 1. Thì tất cả cái điểm số giữa kỳ và học kỳ 1 đấy thì các thầy cô đều thông báo rất rõ ràng với cả phụ huynh. Và nó sẽ cũng là những cái mốc quan trọng để xác định cái năng lực của con là như thế nào. Thường thì các thầy cô ở trường cũng đã có những cái biện pháp để thúc đẩy cái việc áp lực dần cho con, và con sẽ phải bổ sung những cái khiếm khuyết. Tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ xem một cái video để hình dung lại xem hai cái môn chính của chúng ta là môn toán và môn văn năm nay thì nó có những cái thay đổi như thế nào về đề thi, về hình thức thi thì nó sẽ có những cái khác như thế nào để chúng ta có thể chủ động để cùng con ôn tập. Thì các em nên bắt đầu
trang bị kiến thức từ sớm, xuất phát sớm luôn có lợi. Trong giai đoạn này các em phải nắm được tất cả các dạng kiến thức cơ bản, làm tốt các bài trong sách giáo khoa. Song song với ôn luyện thì các em cần làm các bài nâng cao theo từng chuyên đề. Việc học từ cơ bản kết hợp với nâng cao giúp em khắc sâu được kiến thức, nhớ lâu và vận dụng tốt. Chương trình một cách toàn diện từ các tác phẩm văn học, các dạng bài tập luận văn cho đến các đơn vị kiến thức về phần tiếng Việt. Đây sẽ là những kiến thức nền tảng rất quan trọng, không thể thiếu để các em có thể bước vào giai đoạn tiếp sau. Các em dành nhiều thời gian để hệ thống hóa lại kiến thức, luyện tập với các dạng bài thường xuyên xuất hiện trong đề thi của tỉnh thành phố mình. Kinh nghiệm của thầy là chúng ta có thể sắp xếp các đơn vị kiến thức ấy theo từng chuyên đề, theo từng nhóm bài học để việc ôn luyện của chúng ta được tập trung, kiến thức chắc và sâu. Thưa các vị phụ huynh, thì hai cái nội dung slide ngắn gọn vừa rồi thì nó chỉ cho thấy một số cái nét khái quát về các cái cấu trúc đề thi, các cái đơn vị chính trong đề thi minh họa. Tiếp theo đây thì thầy Hồng Chí Quang sẽ có những cái chia sẻ cụ thể hơn về môn toán. Sau đó thì cô Trang cũng sẽ có những cái chia sẻ cụ thể về môn văn. Thì đề nghị các quý phụ huynh là chú ý lắng nghe, và trên tay các quý vị có các cái tờ giấy để ghi lại câu hỏi và chuyển cho các bạn ở điều phối viên. Thì các bạn đeo thẻ là các bạn điều phối viên thì sẽ sau phần chia sẻ của cô Trang và thầy Quang thì chúng ta sẽ thảo luận. Nên là các vị có những cái câu hỏi cụ thể thì các vị cùng nghe các cái chia sẻ, và sau đó thì chúng ta ghi ra giấy để chuyển lên cho các thầy cô. Xin mời thầy Hồng Chí Quang. Có lẽ là mình hiểu cái áp lực của phụ huynh và học sinh đang chịu cái áp lực khi mà 60% các bạn được nhận vào trường công lập thôi. Mình thì nói chung là năm nào và ngày nào tháng nào mình cũng nghĩ là sao cái lộ trình cho các học sinh của mình và cái kết quả làm sao học sinh của mình nó đạt được kết quả tốt nhất. Vì vậy mình rất là cảm ơn Học Mãi cũng như ban tổ chức và điều kiện hôm nay mình chia sẻ với mọi người ở đây. Cái điều quan trọng nhất theo mọi người để mình đạt được kết quả tốt nhất cho bất kỳ môn học nào, không chỉ môn toán đâu, là điều gì ạ? Mình xác định cái điều quan trọng nhất đã. Thì theo mình, học sinh học kém, học hỏng kiến thức không sợ. Điều mình sợ nhất là học sinh không có ý thức. Vậy làm sao để mình làm cho con mình, làm cho học sinh mình nó trang bị, nó tự nó nâng được cái ý thức lên, thì đó là cái điều quan trọng. Cái sự phối hợp tốt của gia đình, của thầy cô nâng dần cái ý thức của con lên thì tự kết quả là sao nó đẩy dần lên. Cái ý thức là cái quan trọng. Làm sao cho nó con dần dần nó sẽ thích cái môn học, có cái đam mê. Một điều mà mình thấy là nhiều bố mẹ bắt con xây dựng tiếp cái ước mơ dở dang của bố mẹ.
ngày xưa bố nó học không được vào chuyên toán, không được thi được tuyển tỉnh thành phố quốc gia, bây giờ nhồi cho thằng con mày phải thi bằng được, ngày xưa tao kém bạn, ngày giờ mày thi nó ra. Con nó lại cứ thích văn với lại thích họa, nó làm bằng thế nào được ạ? Mình là thầy cô, là bố mẹ, mình nuôi dưỡng ước mơ của con, mình đi bên cạnh nó, mình động viên nó, khích lệ nó, tạo điều kiện tốt nhất cho nó. Nó đi sai thì mình hướng lại, nhưng mình không được vùi dập ước mơ của nó. Hoặc nếu con của bạn chưa ước mơ, mình làm sao để nó có ước mơ? Có ước mơ nó sẽ có đam mê. Có đam mê thì sẽ có ý thức học tập và kết quả dần dần sẽ tốt lên. Cũng rất nhiều phụ huynh nói rằng con tôi nó tư duy tốt nhưng mà nó cứ không học, sắp thi rồi. Mình phải xem nó, ít nhất là nó có một cái điều gì đó thích. Nhiều bạn thì bố mẹ bạn ấy, bạn gái năm trước rất là lãng mạn, vẫn đến trường Chu Văn An ngồi nhìn cái trường nó lãng mạn lắm, cổ kính hồ thơ mộng, xong rồi cho đọc tiểu sử để ngày xưa một số nhà văn xuất thân từ Chu Văn An trường Bưởi thành tích, để bạn ấy mơ ước vào trường Bưởi trường Chu Văn An. Thế rồi bạn ấy có động lực cho bạn ấy học, thầy cô và bố mẹ cũng nhỉ. Thế sau đó thì có các bạn ấy có một số bạn thì lại ý thức lại đam mê lại cao quá, bị dẫn đến cái bệnh ATSM. Thì lúc đấy là bố mẹ lại phải là kìm hãm nó lại. Bố mẹ vẫn cứ động viên, còn giỏi đấy, còn cố gắng lên. Nhưng mà mình sẽ đặt một cái mục tiêu nó lùi xuống, phương án dự phòng cho con. Vậy đầu tiên là mình phải xác định đúng cái năng lực của con và đặt cái mục tiêu nó phù hợp. Còn con cứ phấn đấu đi, nhưng mình cứ đặt mục tiêu. Mình phải biết con mình nó đang ở đâu. Mình đừng ập ATSM theo nó là chết. Mình cũng đừng có tự ti về con mình quá. Đúng, xác định đúng năng lực. Thì cái này lại tôi hôm nay có nói rồi. Làm sao để xác định đúng năng lực của con? Cứ đặt nó quá một tí cũng được, nhưng một tí thôi, để nó phấn đấu. Nhiều quá nó nản. Sau đó là chọn cái trường cho nó phù hợp. Trường phù hợp thì theo mình thì cứ tiêu chí là cái việc nhẹ. Kinh tế nó vừa phù hợp, cố quá rồi là quá cố. Tiếp theo thì sau khi có được cái mục tiêu rồi thì mình phải đặt được cái lộ trình. Cái lộ trình mình đặt ra là phải cam kết thực hiện không lùi bước, cả bố, cả mẹ, cả con không lùi bước. Đến lúc mình không đạt được thì lúc đó là chuyện khác, nhưng mình đặt mục tiêu rồi thì phấn đấu. Cái lộ trình này này là nó theo cái hình xoắn ốc, tức là mỗi một cái đơn vị kiến thức mình học hàng tuần, hàng tháng mình đều theo cái lộ trình này, cả năm này cũng vẫn theo cái lộ trình này. Chỉ có điều là cái giai đoạn lộ trình nó thế nào thôi. Ví dụ như trong tháng này cái lộ trình chia lộ trình ba giai đoạn thì có thể là chia tuần đầu, tuần thứ hai và hai tuần sau, hoặc là lộ trình trong một năm thì là tầm là chia ra làm 6 tháng rồi là 4 tháng rồi 2 tháng. Cái lộ trình đó là gì ạ? Lộ trình đó thì các bạn gặp nhiều rồi. Đó là học kiến thức cơ bản. Cái gì cũng phải thế, từ cơ bản. Học nâng cao lên chuyên đề đó một tí. Và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn trộn tất cả với nhau, tổng hợp lại, luyện đề, rút kinh nghiệm và tập là bài thi. Cái lộ trình này thì ai cũng biết, nhưng mà cái việc mà cái co giãn cái thời gian đặt cái mục tiêu từng cái giai đoạn khác nhau là như thế nào. Ví dụ bây giờ nhá, là lớp 9, mình chỉ tầm giữa tháng 12 hoặc đầu tháng 12 là mình thi kỳ 2 rồi, học kỳ 1 rồi. Thì rất là nhiều bạn cứ học tiếp học kỳ 2. Quan tâm học kỳ 1 làm gì, mình thi cuối năm cơ mà. Cứ học kỳ 2, học cố đến nửa đến chương trình học kỳ 2, mình chẳng có thi kỳ 1 cái gì cả. Dẫn tới cái tình trạng là thậm chí là mình dùng luôn cả kiến thức kỳ 2 vào làm bài thi kỳ 1. Cái bài thi giữa kỳ vừa rồi, nhiều bạn dùng luôn kiến thức học kỳ 2 vào làm học kỳ 1. Ôi phải dễ mà thầy, em làm 2 dòng ra, không có tí điểm nào. Vậy cái lộ trình đấy thì có thể là ít nhất là trước 2 tuần thi được kỳ 1,
mình học được đến đâu thì hai người học nhưng mình dừng học. Mình ôn tập học kỳ 1, ôn tập thì mình lấy cái đề thi của quận mình năm trước, của trường mình năm trước, mình lấy ra mình làm. Làm xong mình xem là chỉnh bày như thế chưa được, tính toán cái này còn sai, kiến thức chuyên đề này còn hỏng, ôn lại. Và đến cái lúc mà sắp thi học kỳ 2 mình cũng như vậy. Và đến lúc thi vào 10, mình cũng phải có thời gian ôn tập như thế. Vậy còn cái lộ trình học chuyên đề thì mình học đến đâu ạ? Thì theo kinh nghiệm của mình là hết học kỳ 1 tốt nhất mình học được khoảng 1/3 kiến thức của học kỳ 2. Hơn thì cũng tốt. Sau đó mình dừng lại ôn tập học kỳ 1. Thi xong học kỳ 1 mình học luôn học kỳ 2, học cho xong. Học xong sớm càng sớm càng tốt. Nhưng mà tối thiểu thì trước thi khoảng 2 tháng mình xong được học kỳ 2. Bạn nào mà có dư thời gian thì học nâng cao lên một chút. Còn bạn nào mà không dư thời gian thì cũng cố gắng là học kết thúc chương trình sớm. Nhất là năm nay là thi môn phụ của tháng 3 này là thông báo là mình toán văn là mình mới xong sớm được cả tốt. Đến thời điểm đấy là mình chỉ có học môn phụ và luyện đề thôi. Như vậy là cái lộ trình thì mình không thể nào mà nói từng bạn được. Có những bạn nói thật là chỉ có một tháng các bạn ấy học xong chương trình lớp 9, cơ bản sẽ đã qua. Thầy giao, mà thầy có dạy đâu, thầy giao em về nhà 2 tuần học hết kỳ 1, làm hết bài tập sách khoa, mang lên vở thầy Trần. Bạn về bạn làm xong. Đấy, có những bạn thì nói chung là kỳ 1 mà xong được kiến thức kỳ 1 là tốt lắm rồi. Đây là lộ trình là bản thân mình phải tự cảm thấy là mình hoàn thành đến đâu, đạt được một cái lộ trình. Thầy chỉ đưa ra cái mốc như vậy thôi. Thế phần tiếp theo là cái phần kiến thức trọng tâm, mình phải xác định được là mình ôn cái gì. May là cái cấu trúc ở Hà Nội người ta không thay đổi thành phố Hồ Chí Minh. Năm ngoái thành phố Hồ Chí Minh thay đổi, cái tỷ lệ mà dưới trung bình nó quá là nhiều. Thế ở Hà Nội mình thì nói chung là dù sao là vẫn đang chất Hà Lâm và ngại thay đổi. Cái cấu trúc là mấy năm nay rồi, 5 năm gần đây không thay đổi. Cái phần đầu tiên là phần căn thức, hoàn toàn là nằm ở kiến thức học kỳ 1, 2 điểm trọn vẹn. Trong đó thì có ý cuối cùng, gọi là câu thuộc về phạm trù vận dụng, chưa phải là vận dụng cao. Câu này là lấy là mức độ trên 8 điểm. Như vậy là bạn nào mà muốn mình đạt được trên 8 điểm là chắc chắn phải ôn phần này. Còn bạn nào mà ôn cái câu cuối cùng mà thấy nó khó quá, mình không thể nào mà làm được, thì mình phải đặt mục tiêu nó vừa phải thôi, tầm 8-8.5 cận chín. Phần thứ hai là phần là giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình. Cái dạng này thì mình rất may là lớp 8 mình cũng đã học rồi. Phần này mà nhiều bạn học tốt ở lớp 8 lên lớp 9 là thậm chí cũng không cần học lại. Mình thấy là mình chỉ ôn sơ qua cái thế là xong. Nhưng mà bạn nào mà chưa tốt thì bây giờ để bắt đầu từ đầu. Nhưng mà không sao cả, mình học từ đầu cũng được. Năm nay quyết tâm. Cái phần thứ ba là phần đồ thị hàm số và tham thức của 2. Phần này có một liên quan chút xíu ở học kỳ 1, nhưng mà một chút xíu thôi. Chủ yếu thì vẫn là học kỳ 2. Phần này thì cũng có một câu không phải 5 điểm thuộc phạm trù vận dụng, cũng chưa phải vận dụng cao. Cái này câu vận dụng này nằm trong khoảng từ 8 đến 9 điểm. Cái câu này thì dạng của nó đôi khi nó rất là khó lường đối với các bạn học đại trà. Những năm vừa rồi người ta cho tự nhiên một cái có nguyên điều kiện nguyên vào đấy cả. Thì nhiều bạn học đại trà mình cháu giờ để ý đó cả. Rất dễ thôi, nhưng mà mình đọc đề mình không có hướng nào. Mấy dòng ra đây mà không hướng nào. Vậy thì câu này là từ 8 đến 9 điểm. Tiếp theo là đến bài hình. Bài hình là năm nào cũng thế, 3.5 điểm. Cấu trúc là 1, 1, 1, 0.5. Trong đó thì là ba câu hình đầu thì có hai câu đầu là rất là dễ, một câu đầu thậm chí là cực kỳ dễ. Cái câu thứ ba là bắt đầu khó một chút rồi, là gần 8 điểm hoặc là 8 điểm, thậm chí có những câu ý thứ ba nó cũng là hơn 8 thì
Còn kỹ cuối cùng 0,5 điểm là thuộc vào phạm trù vận sự cao, là làm từ 9 đến 10. Và cái bài cuối cùng là bài mấy năm nay toàn 6 bất đẳng thức, 0,5 điểm thuộc phạm trù vận sự cao. Như vậy là theo cái cấu trúc mà mình nghiên cứu ấy, thì nói chung là mình tin là học sinh nếu mà học bình thường, không gọi là vừa học vừa ngủ hoặc là gì đấy, thì là 8 điểm là không khó đâu. 8 điểm mình chỉ cần là gì thôi, gọi là có ý thức học và tính toán không bị sai, làm cẩn thận 8 điểm. May mắn tí nữa thì 9 điểm, còn trên 9 thì là phải giỏi rồi, trên 9 là chắc chắn phải giỏi. Đấy, như vậy là mình phải xem cái kiến thức trọng tâm của mình. Bản thân học sinh phải nhìn vào được cấu trúc, bố mẹ nhìn thì không hiểu đâu, nhưng học sinh phải nhìn vào để thấy rằng là mình mục tiêu là lấy điểm một phần nào chắc chắn, phần nào là mình sẽ cố gắng được thì được, không được thì thôi, nhưng mình sẽ phải ôn phần đấy. Còn phần nào là phải bỏ qua, mình phải chấp nhận là đôi khi là phải bỏ cuộc, phần nó quá khó. Vận dụng cao, thực ra là mình 9 điểm là đỗ nhiều trường tốt lắm rồi. Trên 10 điểm, trên 9 điểm đến 10 thì thực ra là để vinh danh thôi. Nhưng mà lúc đó là điểm số nó không ý nghĩa thì đỗ nữa. Như vậy là mình xong phần kiến thức trọng tâm. Và phần tiếp theo, từ ngày xưa thì các cụ bảo rồi, học 1 phải biết 10. Thế xong rồi các thầy cô bố mẹ bảo con mày phải học 1 biết 10 chứ học thế. Nhưng mình nói như thôi, thực ra thì bản thân tôi hoặc bản thân phụ huynh ngày xưa mình học 1 đâu có biết được 10. Các cụ ngày xưa cũng chả biết thế, nhưng mà các cụ lại vẫn nói vậy. Thế mình cũng băn khoăn là thế vậy thì làm sao để mà nó học 1 nó biết 2, thế là tốt lắm rồi. Cái điều này thì mình cũng tìm hiểu, hồi học sư phạm mình cũng tìm hiểu. Thì có một là nhà toán học là ông Polia. Ông Polia là ông ấy rất là băn khoăn cái chuyện là làm sao mà để học tốt cái môn toán, làm sao mà giải được bài toán, làm sao mà giải được bài tương tự của bài đấy. Thì ông ấy đưa ra một cái quy trình 4 bước để giải một bài toán. Quy trình 4 bước để giải một bài toán, phần phương pháp học môn toán. Thế thì bước 1 là làm gì, bước 2 làm gì, bước 3 làm gì, bước 4 làm gì. Thì mình có thể nói sơ qua, các bạn học sinh thì có thể tham khảo cái điều này. Bạn nào mà lĩnh hội được cái điều này thì cái việc học của mình nó sẽ tốt dần lên, khá là rõ rệt. Nhưng cái việc mà các bạn phải cam kết thực hiện. Bước 1 là mình hiển nhiên rồi, đọc đề, khai thác giả thiết, xem đề là cho cái gì. Sau đó là huy động các kiến thức mà có liên quan về trong đầu. Lúc này trong đầu của mình nó là mớ hỗn độn như vậy. Tức là mình cứ đọc hết đề, xong rồi hiểu từng cái khái niệm, từng cái câu chữ ở trong đề, xong phân tích xem đề cho vậy, phân tích cái gì liên quan. Sau đó là đến cái bước là tìm hướng giải. Tìm hướng giải thì làm thế nào để mình tìm được cái hướng giải của một bài toán, của một vấn đề. Có lẽ là cái điều này cũng áp dụng trong cái việc mà giải quyết số các tình huống cuộc sống qua quy trình như vậy. Thế mình làm sao để giải quyết được một vấn đề thì mình sẽ xem là bản thân cái vấn đề là gì này, vấn đề nào tương tự đó mình đã từng giải, mình nghĩ xem cái bài nào liên quan đến bài này hoặc là bài nào giống cái bài này. Đặc biệt là khi mà làm hình, mình vẽ hình là xong mình nhớ trong đầu có một cái hình nó gần giống như vậy, thiếu cái nét này nối nó vào. Tìm các cái kiến thức liên quan, các định lý liên quan. Điều này yêu cầu các bạn là phải tích lũy đủ cái số lượng, cái bài nó dễ từ trước, tích lũy các bài có liên quan, tức là phải làm từ dễ lên. Sau khi tìm hướng giải xong, mình có được hướng giải rồi thì bước thứ ba là mình giải chi tiết nó ra để kiểm tra xem cái quá trình mình làm có hỏng cái gì không. Bước thứ tư, đây là bước quan trọng tạo nên sự khác biệt. Mình giải xong thì mình không có gấp vở lại, mình xem lại cái bài toán này
cái điểm mấu chốt nhất để giải nó là gì? Nhớ là nhớ nó. Tiếp theo ạ, vẫn chưa xong. Mình sẽ dùng các cái thao tác tư duy để mở rộng hoặc thu hẹp cái bài toán đó. Đặc biệt hóa bài toán hoặc khái quát hóa bài toán hoặc chế ra bài toán tương tự. Đặc biệt hóa là gì ạ? Là ví dụ người ta cho rằng là ABC là ba số bất kỳ có tổng bằng 1, thì mình sẽ cho bài toán dễ hơn đi. ABC đúng không? Tôi cho C bằng 1 phần 2 thì còn lại là A cộng B 1 phần 2. Tôi thay C 1 phần 2 của bài toán, nó được một bài toán mới, dễ hơn. Rồi mình tổng quát lên liệu ABC là A số bất kỳ, liệu bài toán thay đổi như thế nào? Mình mở rộng bài toán lên, mình thu hẹp bài toán lại, mình đưa ra các bài toán khác. Nếu một số bạn có thể đọc về thầy Ngô Bảo Châu và Khuyên ấy, thì thực ra thầy Khuyên là mình đôi khi không cần phỏng đoán quá nhiều, nhưng mình phải kiên trì giải bài toán và làm một bài toán có chất lượng. Mọi người có thể tìm lại cái bài tư vấn của thầy Ngô Bảo Châu. Đó là cái quy trình để giải một cái bài toán. Phần tiếp theo là mình chia ra là hai môn đại và môn hình. Môn đại thì bạn học sinh Trung ở Thái Bình thì bạn có được 2 tấm huy chương vàng toán quốc tế năm 11, 12 bạn đều thi. Thì bạn ấy có khi phỏng vấn hỏi bạn ấy học như thế nào thì bạn ấy có nói rằng học đại một cách và hình một cách. Học đại thì bạn ấy làm nhiều ạ. Bạn làm, bạn ấy bảo vào phòng thi, nói chung là làm bài nào nhìn nó cũng quen. Thì có lẽ là chúng ta cũng tích lũy đủ cái số lượng của phần đại. Nhưng riêng phần hình thì nó có một cái đặc thù. Riêng phần hình có một nhân vật trong truyện cũng hơi hư cấu, nhưng mà rất nhiều cái thế hệ, từ thế hệ người lớn chị mình đến các bạn học sinh rất là ngưỡng mộ về sự thông minh và tài giỏi. Đó là Sherlock Holmes và Conan. Hai nhân vật thì nói chung là được rất là nhiều người ngưỡng mộ, các bạn học sinh rất là mê mệt. Tiếp theo các bạn học sinh thì điều gì mà giúp cho Conan thông minh như thế? Đúng rồi, đó là khả năng suy luận mình vừa nghe thấy. Ông ấy suy luận như thế nào? Đây, nạn nhân chết nằm ở đây. Cái gì mà tác động mà làm ông nạn nhân chết? Phải tìm ra nguyên nhân tác động, cái vật tác động. Ai tác động vào cái vật đó? Bắt đầu tìm ra manh mối một người nào đấy. Ai tác động vào người này? Bắt đầu lần ra tìm được chụp cuối cùng. Học hình á, Conan với Sherlock Holmes ngày xưa chắc chắn là rất giỏi hình. Bởi vì hình ấy, đặc thù của nó, lúc đọc đề xong mình phân tích giả thiết ra, nhưng cái tư duy, cái suy luận ngược ấy, thì học hình ấy là rất quan trọng. Nó giúp cho bài toán rất là dễ dàng. Ví dụ, lớp 8 chứng minh tam giác này, chứng minh cái tỷ số này, cái này nhân với cái này bằng cái này nhân cái này. Cái gì gây ra cái tỷ số đó? Là cái tỷ lệ thức A trên B bằng C trên D, thì nhân chéo là AD bằng BC. Cái gì gây ra cái tỷ lệ thức đó? Một cái tam giác đồng dạng nào đó hoặc Thales ở bên trên. Nghi vấn, cái thằng Thales nó được chứng cứ ngoại phạm, bỏ nó đi. Còn lại là cái thằng gì ạ? Tam giác đồng dạng. Thằng này nghi vấn số 1, tập trung điều tra nó, theo dõi nó xem nó có gì nghi ngờ không. Thằng này có hai góc bằng nhau, đúng đồng dạng rồi, 100%. Xong, mình đã điều tra ra thủ phạm. Tiếp theo, rất là nhiều cái vấn đề mình suy luận ngược. Ví dụ, cái bài toán rất khó trong hình. Nhiều bạn nghe tên thôi là đã lạnh mồ hôi gáy, đó là bài toán quỹ tích hoặc chuyển động. Chứng minh rằng hai
chứng minh rằng đường thẳng này nó luôn luôn đi qua một điểm cố định. Bình thường nha, bài toán là chứng minh điểm 3 điểm thẳng hàng. Mình có cái để chứng minh rồi. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng. Bây giờ bắt chứng minh đường thẳng AB đi qua một điểm cố định. Ủa thì chết rồi, điểm cố định là điểm nào? Không biết. Thế chứng minh cái gì? Thế mình làm thế nào? Mình lại suy luận ngược. Ví dụ đường thẳng AB nó chuyển động đúng không? Vẽ một đường thẳng AB đây. Lại đường thẳng AB chuyển động đúng không? Cho nó vị trí cắt. Vẽ lần thế này. Thứ hai thằng nó cắt nhau tại một điểm này này. Thế thì thằng thứ ba chắc chắn nó đi qua điểm đó. Đấy, cái điểm đấy nó cố định này. Vậy ta chứng minh cái điểm này cố định. Xong điểm này là thuộc vào đường thẳng AB. Xong rồi. Hoặc là tìm tập hợp điểm. Đấy, cái dạng này rất là kinh khủng. Tìm tập hợp điểm M. Tức là xem điểm M nó chuyển động trên đường này. Tôi vẽ M1, M2, M3. Ba điểm là thẳng hàng đúng không? Nối vào. Chắc M nằm trên đường thẳng. Xem đường thẳng đấy là đường thẳng gì, chứng minh M thuộc đường thẳng đó. Vẽ M1, M2, M3, có 3 đường này không thẳng hàng đúng không? Vẽ một đường tròn liên quan đó, tìm tâm. Chứng minh đường thẳng đấy nằm trên cái đường tròn đẹp tâm này. Xong rồi lần lần mình suy luận ngược lên. Đấy, bài toán lúc đấy nó hết tuyệt mình. Đấy vì sao mà cứ chê là một số người học toán xong ngồi tự sướng giải xong. Tự đang mệt mỏi đau đầu, tự nhiên ông Hâm đi vào làm toán xong ông ra ông cười khôn lớn. Thực ra học cũng không phải là học ông vừa chơi game. Cái game này là game nhập vai. Game này là game thám tử. Ông ấy là đóng vai là nhân vật thám tử. Ông đang điều tra một cái vụ án ở trong đấy. Và ông ấy điều tra xong thì ông ấy sướng. Học mà như chơi đấy, rất là vui. Nhưng mà rất tiếc là cái điều này là mình không được trang bị từ trước và cũng không được duy trì thường xuyên. Nên là nhiều học sinh mình cứ làm nhiều thôi. Mệt, học mệt lắm. Không vui. Vấn đề tiếp theo, đấy là cái phần là tư duy. Tư duy là cái phần quan trọng, nhưng mà nó không nhìn thấy kết quả ngay. Nhưng mà nó sẽ tạo ra một cái nền tảng. Tại sao mà người ta thống kê là cứ nhiều học toán, người học toán giỏi sau này thành công, tỷ lệ thành công cao. Cũng có thể là người ta có tư duy tốt trong việc giải quyết vấn đề. Và bản chất của toán thì ra là thế. Chứ không phải đi học tính nhanh đâu. Mới tính là mày tính 15 x 15 bằng 225. Xong rồi hai học sinh với nhau mày tính chậm, mày dốt, tao tính nhanh, tao thông minh. Thực ra đối với mình cái điều đó không quan trọng. Máy tính nó tính rồi. Tính nhanh thì cũng thế thôi, máy có khi bấm thôi, còn thua máy. Nhưng mà ở mình thì cái điều đó rất buồn là chưa được chú trọng. Hy vọng là cái thế hệ sau sẽ được chú trọng hơn. Và bây giờ mình trở lại cái vấn đề là làm sao để học tốt thì phải có cải thiện về điểm. Mình vẫn tích lũy cái kiến thức, nó vẫn trải qua ba giai đoạn trong mỗi một chuyên đề. Khi học mỗi chuyên đề thì chia ra các đơn vị nhỏ. Trong cái đơn vị nhỏ đấy thì mình đều học từ kiến thức cơ bản của đơn vị đó này, học nâng cao của kiến thức đơn vị đó này, xong rồi củng cố ôn luyện kiến thức của đơn vị đó. Tức là chia cái cả một cái kiến thức to như vậy thì chia ra các chuyên đề nhỏ để mình tích lũy dần. Mình đừng nhìn nhiều, mình hoảng. Và xác định được cái phần kiến thức nào bắt buộc mình phải tích lũy, kiến thức nào mình phải tích lũy sau, kiến thức nào mình phải bỏ qua. Mình chia dần ra. Mà tích lũy đến đâu thì phải chắc chắn đến đấy. Sau này ôn lại nó không vất vả. Mình học xong chuyên đề căn thức kỳ 1 thì đừng đến sang kỳ 2 lại thầy ơi dạy lại em căn thức từ đầu. Thời gian đâu mà dạy, lúc kỳ 2 có việc khác của chúng ta rồi. Bây giờ phải ôn kỹ, làm luôn căn thức trọn vẹn 2 điểm hoặc ít nhất là 1 điểm rưỡi. Phần tiếp theo là khi trình bày bài. Trình bày bài và phần tính toán. Ở cấp 2 các thầy cô rất quan trọng cái chuyện học sinh trình bày. Toán đang thi tự luận. Tự luận các thầy cô cũng muốn rằng thể hiện là học sinh viết ra giấy để học sinh có tư duy. Từng dòng một có tư duy như thế nào, mình đừng có làm tắt. Một số bạn gọi là thông minh quá, cái đầu nó nhảy số nhanh quá, không thể viết
dài ra được. Nhờ một phát ra ngay. Nhưng mà nhiều khi làm sai đấy. Thế nên mình viết cho nó cẩn thận ra. Thì đôi khi thầy bảo làm ơn viết dài ra hộ tí. Khổ vậy đấy, viết cấp 2 chấm rất là chặt ạ. Thế nên là mình trình bày cẩn thận này. Mình kiểm tra lại kết quả này. Mình đừng có làm tắt, viết đơn vị các thứ đầy đủ để mình lấy điểm. Như vậy là phần tư duy và phần học và phần trình bày thì mình đã xong rồi. Tiếp theo là cái phần là sau khi mà mình luyện đề thì mình phải rút kinh nghiệm, làm cái gì cũng vậy thôi. Mình phạm sai lầm lần thứ nhất là điều hết sức bình thường, ai cũng có lần sai lầm đầu tiên. Nhưng phạm sai lầm lần thứ hai trong cùng một lỗi mà đã mắc lần thứ nhất là điều không chấp nhận được. Chúng ta hãy nhớ câu đấy ạ. Phạm cùng một sai lầm ở lần thứ hai là điều không chấp nhận được. Nên lại làm ơn khi đã sai lầm lần thứ nhất thì ghi nó lại để lần sau mình tránh. Và phần tiếp theo thì vẫn là quan trọng nhất, đó là sai lầm. Chúng ta học qua sai lầm. Học qua sai lầm đó là mình học từ sai lầm bản thân mình, rồi mình học qua sai lầm thằng khác. Có câu là mắng vợ mình thì vợ thằng hàng xóm khôn. Mình mắng to quá nó nghe hết, nó rút kinh nghiệm. Lần sau mình rút kinh nghiệm mình mắng nhỏ thôi. Sai lầm thì đây mình có ghi các ví dụ cụ thể rồi, trong tài liệu có gửi thì các phụ huynh có thể gửi cho con đọc chi tiết. Bây giờ mình xin kể một vài cái câu chuyện sai lầm kinh điển. Không phải là học sinh kém, học sinh khá cũng vẫn cứ sai lầm bình thường. Câu chuyện thứ nhất, mọi người hãy xem là sai lầm ở đâu. Trường cũ, trường cũ của mình là thi là không có trả bài. Một học sinh thi xong, em cam đoan với thầy là em 9 điểm. Lần này thầy tin, trả bài 7 điểm. Hỏi làm sao? Em không sao cả, em nghe lời thầy, em làm xong, em thử lại đáp số đúng 100%. Em mới dừng lại, em chuyển bài khác. Mà em làm được đến 9 điểm, em không có sai cái gì cả. Biết đúng cả dấu chấm dứt phẩy, đơn vị đầy đủ, điều kiện đầy đủ, kết luận đầy đủ. Em kiện. Thế mình hỏi là thế làm xong thử lại hết đề bài, câu nào thử đúng hết đúng không? Không ngồi nhận cái gì đúng không? Em không. Mình lò mò lên phòng đào tạo, tìm lại bài thi, xem lại bài thi. Đúng thật. Nó cẩn thận lắm, nó chép lại đề bài vào trong bài này. Nó làm ra xong này, điều kiện đầy đủ này, giải ra xong ra đáp số này. Lấy đáp số thử lên đề bài này, đúng rồi này, kết luận này. Ở quy trình làm rất là nghiêm chỉnh. Giải đâu ạ? Đúng rồi. Chắc phụ huynh này có con như thế. Trời ạ, dấu cộng nó chép vào trong bài, nó là dấu trừ, xong nó ra đáp số, nó thay vào cái đề bài, nó chép vào, nó không thay vào cái đề bài trong bài thi của tôi ạ. Ôi trời ơi. Nó giải đúng cái bài nó sai. Những cái sai lầm này đến thầy và bố mẹ cũng chịu thôi. Không làm sao được cả, bất lực. Lần sau mình để cái dặn nó là em làm ơn lại thay vào trong cái tờ đề thi ấy. Là câu chuyện vui nhé, lại có một cái câu theo trong tờ đề thi. Thế nào mà xong 12 phòng thi có hai cái phòng, cái đề nó lại có dấu cộng thì dấu trừ. Các câu chuyện này vui, mình nói lại đây. Sai lầm thứ hai á. Sai lầm thứ hai này cũng là một cái sai lầm xương máu. Mình vừa mới chấm thi xong kỳ thi giữa kỳ. Một bạn, cái bài lúc gọi căn thức, bài số 1. Các bạn giải nguyên một tờ giấy thi 4 mặt. Và đến bài hình cuối cùng ấy, rất dễ 3 điểm rưỡi.
bạn ấy không kịp làm, chỉ làm được mỗi một câu A hết giờ. Tại sao cái bài căn thức đề trường cho khó thế? Ra nó trách thầy, thầy sao cái bài căn thức đề trường cho khó thế, em giải hết cả bốn cái mặt mới xong. Nguyên nhân nào dẫn đến nó như thế? Bài căn thức như thế này sẽ có ba ý, ý đầu rút gọn, ý sau dùng kết quả rút gọn đó để làm một cái gì đấy, hoặc là ý cuối cùng có thể là tìm ích nguyên để cái biểu thức đó xong cái đoạn nó nguyên. Sai lầm ở đâu ạ? Có bạn nào mắc cả cái sai lầm giải ý sau hay ý sau nó quá khó và quá dài không? Sai lầm là sai ngay câu đầu. Cái đề người ta cho sau cái nút gọn nó đẹp đẽ và giải hai câu sau nó đơn giản ngắn gọn, có hai câu ấy có một trang, mỗi câu có nửa trang. Nhưng mà do là sai ngay câu A, cứ thế phát ra đảng của mình, mà nó lại giỏi cơ, nó lại làm được cơ, nó rớt thì nó đỡ. Đằng này nó kém thì nó thấy khó quá, nó bỏ làm câu sau mình còn tốt. Đây trời, nó còn làm nguyên như vậy. Nó giải bằng được thì thôi ạ. Thế là thôi, đến câu hình nó không còn thời gian nữa. Những cái bài học, đây gọi là một bài học xương máu. Mình phải rút kinh nghiệm, bản thân thầy phải rút kinh nghiệm. Mặc dù cái tình huống này thầy lường hết rồi, thầy dạy làm sao ngay câu A, ngay câu A tự bản thân học sinh, mình đã dạy kỹ thuật rồi, biết được là đáp số này của nó đúng hay sai, chấp hết xung quanh, mỗi đứa thẳng một đáp số, mình tự biết kiểm tra đáp số mình đúng hay sai. Nhưng mà nó lại không kiểm tra. Kiểm tra bằng cái gì? Bằng giá trị đại diện. Biết được ai là mình đúng hay sai. Nếu nó không kiểm tra, nó cứ đi nó làm ngay câu B, câu C. Đấy là cái sai lầm xương máu. Mỗi một cái sai lầm như thế, bạn trả giá rất đắt. Mất đi 2 điểm. 2 điểm mà nhân với hệ số 2 là bao nhiêu ạ? 4 điểm. 4 điểm mà từ 50 đến 54, hoặc từ 50 xuống 46. Một sự chênh lệch quá kinh khủng. Và một trường hợp nữa, năm vừa rồi học sinh không biết gì thầy, nhưng mà điện cho thầy khóc nức nở. Thì xong điện cho thầy khóc nức nở, thì hỏi làm sao để nghẹn lời không nói được. Thầy cũng rất buồn nhưng mà không làm sao được. Thầy, em làm bài hình đúng, em chứng minh đầy đủ đúng, nhưng mà đề bài người ta cho là trên tia đối AB, bạn ấy vẽ ngay trên tia AB vẫn làm được hai câu. Nhưng mà khi hình vẽ xa, giáo viên không được chấp nhận. Thậm chí là chứng minh tứ giác ABCD mà nó không nối bốn cái điểm đó vào á là cũng mất điểm. Cứ chấm ABCD mà không kẻ nó thành một cái tứ giác. Đấy, những cái điều rất là đơn giản thôi ạ. Mất đi 3 điểm giữ hình. Cho dù bỏ đi câu khó, bạn mất đi 3 điểm hình, nhân hệ số 2 là 6 điểm. 6 điểm thì làm sao có cái môn nào cộng bao nhiêu điểm vào mà gánh được ạ? Cơ hội cho một bạn rất giỏi, khá giỏi phải vào một cái trường mà môi trường nó bị thấp đi rất là nhiều. Môi trường ở cấp 3 là quan trọng. Nó tạo cho mình cái nền tảng, một cái mối quan hệ xã hội, bạn bè giúp cho mình sau này. Thế nên là 8 điểm không khó, nhưng được 5 điểm cũng dễ lắm. Vì thời gian thì có hạn, nên là mình xin phép cắt bớt phần chia sẻ của mình. Mình chia sẻ những cái mà nó mang tính chất là quan trọng nhất. Và sau đây thì có cô Trang sẽ chia sẻ những câu hỏi nào của quý phụ huynh thì có thể gửi lên. Mình sẽ xin cùng giải đáp. Còn phần nào mà dài quá thì ban tổ chức sẽ gửi lại email sau. Xin cảm ơn. Thưa các vị phụ huynh, là vừa rồi thì thầy Quang cũng đã trình bày những cái nội dung cơ bản, kể cả về kiến thức lẫn những cái ví dụ cụ thể, những sai lầm mà học sinh gặp phải. Và môn toán thì là một trong hai môn hệ số 2. Tuy nhiên thì môn văn cũng là một môn hết sức quan trọng, và cách kiếm điểm hay là cách mắc sai lầm thì nó cũng rất là phong phú. Sau đây xin mời cô Nguyễn Thu Trang sẽ trình bày những cái chia sẻ kinh nghiệm của mình để các bạn học sinh và các phụ huynh cùng hiểu thêm.
tôi xin lỗi một chút là phần thứ ba của chúng ta sẽ có cái phần về các môn phụ nữa và môn tiếng Anh nữa. Do đó thì chắc là chúng ta sẽ phải làm việc theo kiểu quốc hội, tức là vừa rồi là thầy Quang nói hơi dài, cô Giang nói dài thì tôi sẽ cắt. Vâng, cảm ơn chúng ta tiếp tục. Rất cảm ơn ban tổ chức ạ. Yên tâm là cô Trang sẽ nói rất là vừa đủ ạ. Xin kính chào các quý vị phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh. Mặc dù là chuẩn bị khá là kỹ cho cái buổi ngày hôm nay, nhưng mà buổi ngày hôm nay thì chất giọng không được tốt lắm ạ. Rất mong quý vị thông cảm. Trước hết là đến với môn văn là một trong hai môn mà các con thi chính và cũng là nhân đôi số điểm. Và cô Trang thì cũng may mắn tình cờ đến với học mãi với cả luyện thi dạy online và offline thì cũng rất nhiều năm luyện thi cho học sinh ở Hà Nội. Thì cũng có đôi chút cái kinh nghiệm và muốn chia sẻ với các quý vị phụ huynh ở đây ạ. Trước khi mà cô Trang chia sẻ thì rất là muốn lắng nghe một số những cái lo lắng, những cái khó khăn của các con học sinh năm nay, năm 2024 đúng không ạ? Vâng ạ, xin sẽ phỏng vấn một số các phụ huynh và học sinh ngày hôm nay ạ. Cô xin phép phỏng vấn con nhé. Đối với môn văn thì con lo nhất là điều gì? Rất là chung với nhiều ý kiến học sinh của cô ạ. Với chị ạ. Em xin phép hỏi chị là qua những bài kiểm tra của con gái trên lớp ấy, thì chị thấy là con còn cần kiến thức, cái kỹ năng gì của môn văn cần bổ trợ? Em thấy con thấy em thì nó lại kém nhất là môn tiếng Việt. Tiếng Việt. Còn đến từ văn văn thì con nắm cũng cơ bản rồi. Như vậy rất là cảm ơn vì không có nhiều thời gian, rất là cảm ơn học sinh và phụ huynh rồi. Như vậy là chứng tỏ ở đây là các bố mẹ đều rất là quan tâm đến các con và biết được là con mình kém cần gì và cần bổ trợ phần gì ạ. Tại sao lại tôi đã mất câu hỏi như vậy? Bởi vì với môn văn của thành phố Hà Nội, đề thi rất là đặc thù, là với tất cả các tỉnh khác thì đi đều là viết bài văn, nhưng riêng môn văn của Hà Nội lại là thi viết đoạn văn. Và thường là như các quý vị cũng biết ấy, bác Hồ trong quá trình mà bác rèn luyện viết văn ấy, thì đầu tiên bác viết rất là dài, sau đó co dần lại và cuối cùng là viết rất ngắn. Như vậy rõ ràng là viết ngắn sẽ khó viết dài, viết ngắn mà cô đọng xúc tích sẽ khó viết dài rất nhiều. Và đề thi Hà Nội thì bao giờ cũng có một cái quy định là em hãy trình bày suy nghĩ của mình về một vấn đề, ví dụ như lòng biết ơn chẳng hạn, trong khoảng thời gian trong khoảng 20 dòng, hoặc là trong đoạn văn khoảng từ 10 đến 15 câu. Như vậy đấy là một thách thức đối với học sinh, vì viết dài rất dễ nhưng viết ngắn mà cô đọng rất khó. Và đây dưới đây là một số những cái nhầm tưởng, những cái lầm tưởng của chính các con học sinh ạ. Trong quá trình khi mà chấm thi và quá trình luyện thi thì rất nhiều các bạn học sinh vẫn nhầm tưởng và lầm tưởng như thế này. Thứ nhất, các bạn cho rằng viết văn là chém gió. Các bạn chém gió bay nhà luôn ạ. Cụ thể là khi đề bài viết về lấy luôn ví dụ là của đề thi năm ngoái ấy, là viết về vai trò của tình cảm gia đình. Cô Trang cho rằng đây là một đề rất dễ viết, bởi vì là tình cảm gia đình rất gần gũi với chúng ta. Và cũng rất nhiều bạn viết tốt, nhưng ngược lại có những bạn coi như là kể lể chuyện gia đình nhà em, kỷ niệm gia đình nhà em và rất dài dòng. Và đây, các bạn chém gió đấy. Thứ hai là các bạn suy nghĩ rằng là viết văn ấy, cứ chấm thì kiểu gì viết dài cũng trúng, cứ viết dài là được, viết cứ bôi dòng là được. Đây là lầm tưởng thứ hai. Lầm tưởng thứ ba, đến bây giờ vẫn rất nhiều học sinh đang học theo cách này, là học văn tức là học thuộc lầu, là học thuộc những bài văn tham khảo, là đọc văn mẫu rất nhiều. Đây cũng là một cách để học, nhưng nếu để đến lộ trình thi hiệu quả thì đây chưa phải là cách đúng nhất. Cuối cùng là các bạn, một số bạn đối với những học sinh mà các bạn gọi là mang tính là lười đấy, thì các bạn nói rằng cứ không sao nó nước đến chân đấy nhở. Một lầm tưởng nữa của phụ huynh là như thế này ạ. Tức là từ trước đến giờ các phụ huynh vẫn quan niệm rằng là môn văn là lãng mạn, là bay bổng, và chấm thì là mỗi người một phách. Và kiểu và cái dung sai của môn văn ấy, đó cũng là từ 2.5, có nghĩa là nếu mà quá 2.5 điểm thì mới được phép phúc khảo. Thế thì như thế thì chính vì như thế thì phụ huynh mới cho rằng là môn văn thì chắc là không thể cô A chấm một kiểu thì cô B chấm kiểu kia thì chắc là không sao. Nhưng thực ra không phải như vậy ạ. Với đề văn của thành phố Hà Nội, mỗi khi mà ra đề xong ấy, thì các cô giáo ra đề thi, các thầy cô giáo ra đề thi bao giờ cũng ra một cái rubric điểm, cái ban em điểm này rất là rõ ràng, và chấm là chấm theo ý. Nếu ví dụ con không đúng ý đó thì kể cả con viết dài đến mấy con cũng không được điểm, chứ không phải là chấm là cứ thích chấm thế nào thì chấm, không phải đâu ạ. Đây là rất nhiều phụ huynh không hiểu và nói rằng là cứ viết dài là không sợ đâu con ạ, kiểu gì cũng trúng đấy. Thì đấy là những cái lầm tưởng mà chúng ta thường mắc phải và dẫn đến cái việc mà chúng ta học nó không hiệu quả. Trong quá trình mà ôn thi thì chúng ta các quý vị phụ huynh cũng biết rằng là chúng ta hướng đến mục đích là gì? Là hiệu quả. Hiệu quả cuối cùng trong cái bài thi của con trả lời, hiệu quả cuối cùng trong quá trình học tập của con. Và muốn hiệu quả thì phải tư vấn được phương pháp. Tất nhiên trong một cái buổi khuôn khổ của hội thảo ngày hôm nay thì chúng ta không thể tham vọng rằng là sẽ có thể tư vấn được tất cả một cách toàn diện. Nhưng ít nhất cô Trang và thầy Quang cũng rất là hy vọng rằng là
thông qua cái buổi chia sẻ này thì các phụ huynh cũng hiểu được là cái cách học như thế nào là hiệu quả. Rất là đồng ý với thầy Quang là muốn học văn tốt chúng ta cũng phải có tư duy logic rất là tốt. Muốn làm bài thi tốt các con phải có tư duy rất mạch lạc và rõ ràng. Đây là những cái khó khăn mà con thường mắc phải mà các bạn học sinh chia sẻ, đó là cái kiến thức tác phẩm văn học với 13 tác phẩm văn học lớp 9 nằm trong chương trình trọng tâm. Đây là chưa tính kể thêm các tác phẩm học thêm đấy, chưa tính đấy. Và hơn nữa, thi vòng 10 lại là thi của cả lớp 9 và của cả lớp 7 và lớp 8, thậm chí cả lớp 6 với kiến thức biện pháp vô từ. Vì thế nên là cái lượng kiến thức đồ sộ như vậy, các bạn học sinh chắc chắn sẽ choáng ngợp và sẽ cảm thấy khó khăn. Khó khăn thứ hai nữa như bạn học sinh, con học sinh vừa chia sẻ, đó chính là em rất sợ bài văn nghị luận xã hội. Đây là nỗi sợ chung của tất cả học sinh. Không riêng gì em, nỗi sợ lo lắng nữa đó là về kỹ năng diễn đạt, dùng từ, rồi phân tích thơ, học thuộc thơ, rồi tâm lý. Lúc nãy thầy Quang có chia sẻ một cái câu chuyện liên quan đến việc phân bố thời gian. Nếu một học sinh mà quá đầu tư vào một cái bài khó mà em rất là thích, chắc chắn là thời gian còn lại của em là em sẽ không thể đủ làm các bài khác được. Thì phân bố thời gian với môn văn, cô Trang cũng luôn luôn nhắc học sinh với thời gian 120 phút của bài thi thì các con cần phân bố thời gian như thế nào. Điểm cao nhất đối với bài văn, đối với đề này đó chính là 32 điểm đoạn văn, một đoạn văn nghị luận xã hội và một đoạn văn nghị luận văn học. Vậy chắc chắn là thời gian các con dành cho hai cái đề này phải là nhiều nhất, khoảng 70 đến 80 phút, ít nhất phải 80 phút. Và sau đó thì thời gian còn lại là con sẽ trả lời câu hỏi nhỏ, câu hỏi phụ. Thế nếu như có học sinh mà các em quá lan tràn và quá lan man vào những cái câu hỏi phụ và trả lời với rất là tâm huyết của mình thì chắc chắn là thời gian còn lại sẽ bị co cắn đi. Vậy ngay từ đầu cái phân bố thời gian rất là quan trọng. Tiếp theo, cô Giang xin chia sẻ những cái kiến thức ngữ văn trọng tâm trong kỳ thi vòng 10 bao gồm có 3 phần. Đó là phần văn bản, phần tiếng Việt và phần tập làm văn. Với kiến thức về văn bản thì đây trên slide chính là những cái tác phẩm văn học, những cái phần kiến thức văn bản trọng tâm mà các con sẽ luôn luôn nằm trong đề thi. Trước đây thì các con học sinh thường có tâm lý rất là coi thường những văn bản hiệu dụng, 6 văn bản hiệu dụng. Có cách Hồ Chí Minh, đấu tranh về thế giới hòa bình, chuẩn bị hành trang và thế kỷ mới có 6 văn bản. Thì với đề thi năm 2015 là vào đúng bài Phong cách Hồ Chí Minh. Với các bài trọng tâm như trên bảng thì rất nhiều học sinh cho rằng là chỉ cần học đúng một bài của thơ trọng tâm thôi. Nhưng với đề thi năm ngoái và với cả đề thi năm 2015 khi mà kiểm tra vào khổ cuối của bài Bếp Lửa, và năm ngoái thì kiểm tra vào khổ thứ 6 của bài Đoàn Đánh Cá, đó là cái khổ mà rất ít khi các em để ý. Khổ thơ là sao mờ kéo lưới kịp trời sáng, ta kéo xong tay trùng cá nặng, bầy bạc đuôi vàng lóe dạng đông, lưới rách buồm lên đón nắng hồng. Khổ đấy thực rất ít học sinh để ý, và thậm chí các thầy cô giáo trên lớp thì thường cũng không ôn trọng tâm vào phần đó. Thế thì nếu như chúng rõ ràng chúng ta học hiệu quả là không phải học thuộc, vì học thuộc không thể nào bao được hết toàn bộ đề thi. Vậy thì cách học hiệu quả là gì? Phần tiếng Việt thì các con sẽ ôn trọng tâm vào các kiến thức ở lớp dưới, đó là kiến thức về biện pháp tu từ, kiến thức về câu, kiến thức về hội thoại, các em phải nắm vững. Về tập làm văn thì chỉ tập trung có kiểu bài văn duy nhất, đó là bài văn nghị luận. Nghị luận là phương thức cao nhất của văn, của học văn. Kể cả sau này khi mà các em học sinh lên cấp 3 hay sau này ra trường đi chăng nữa thì văn nghị luận vẫn luôn luôn là văn quan trọng nhất. Dưới dạng viết và dưới dạng nói thì là hùng biện, là thuyết trình. Thế thì lộ trình mà ôn thi tốt nhất của chúng ta và cũng như là học mãi tư vấn đối với tất cả các quý vị phụ huynh đồng hành cùng với các con cũng như là các con học sinh ở đây, đó là bây giờ là tháng 12 rồi, có nghĩa là đến tháng 12 này rồi thì các con học sinh sẽ phải gói lại tất cả các tác phẩm mà các con đã được học. Và cái lộ trình này thường trên lớp các thầy cô giáo cũng hết sức là lưu ý với các em học sinh khi mà làm sao mà ôn tất cả các tác phẩm trong gói chọn trong học kỳ 1, để học kỳ 2 các con chỉ cần tập trung duy nhất vào việc ôn thi và luyện đề. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 là giai đoạn mà các con ôn theo chuyên đề và chủ đề. Ôn chuyên đề và chủ đề có nghĩa là các học sinh sẽ nhóm tất cả những tác phẩm cùng chủ đề lại với nhau. Ví dụ, cùng về nói về tình hình ảnh người lính chẳng hạn, chúng ta sẽ có hai tác phẩm là bài thơ về biểu đồ xe không tính và bài đồng chí. Gom các tác phẩm cùng chủ đề về đề tài gia đình như là Chiếc Lừng Ngà, đúng không? Rồi là Bếp Lửa, Khúc Hát Du Nghe Bé Lớn Trên Lưng Mẹ, Nói Với Con ở kỳ 2. Để ta gom vào với nhau. Gom để làm gì ạ? Để chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quát, so sánh điểm giống và điểm khác nhau. Đấy là gọi là ôn theo chủ đề đấy ạ. Và ôn theo chủ đề, ví dụ như tiếng Việt ta ôn theo chủ đề về biện pháp tu từ,
sẽ phải ngồi rà soát lại tất cả biện pháp tu từ đã học, bao gồm có 13 biện pháp tu từ, ngồi rà soát lại toàn bộ. Và có hai biện pháp tu từ mà thông thường các con học sinh nhầm lẫn nhất là phần trụ của hoán dụ. Ngoại đây em học sinh được nói luôn phần trụ của hoán dụ. Thì các con phải đọc lại kỹ cái phần đó. Và lộ trình cuối cùng, cái tháng mà gọi là ôn thi nước rút, tháng rất là quan trọng, đó chính là tháng ta luyện đề. Thông thường luyện đề là như thế này ạ. Các con học sinh đem đề ra, cứ hết sách vở vào làm. Làm xong thì các con sẽ so sánh đề mình làm xong với lại cái bao nhiêu điểm mà cả bộ giáo dục và sở dục đã công bố. Các con xem ra thiếu cái gì và còn cái điểm gì cần bổ khuyết. Và thậm chí là cô Trang cũng rèn học sinh ngay cả trong kỹ năng chấm bài luôn ạ. Có nghĩa là các bạn đến một giai đoạn phần này là các bạn có thể tự chấm bài cho nhau được rồi. Bởi vì sao? Khi các bạn đã nắm được cái kiến thức rồi và kỹ năng rồi, các bạn có thể tự xem là rút kinh nghiệm từ chính bài của bạn mình và chấm bài luôn bạn mình, và thông thường trên lệch không nhiều ạ. Khi mà học sinh đi thi thì luôn luôn nhắc học sinh hai điều như thế này ạ. Thứ nhất là cái tâm lý thi các con phải rất là vững vàng. Khó thì không nản mà dễ thì đừng chủ quan. Khó không nản như thế nào? Đề thi dù khó như thế nào đi chăng nữa các con phải bình tĩnh. Còn dễ thì đừng chủ quan, thậm chí là cô Trang còn rất là lo nếu như vào đề dễ, vì thường đề dễ học sinh rất hay chủ quan. Đấy, khó thì không nản mà dễ thì đừng chủ quan. Thứ hai là khó thì là khó chung và dễ thì là dễ chung. Có nghĩa nếu mà con thấy khó thì tất cả các bạn học nội cũng thấy khó. Đến thi năm ngoái chẳng hạn, vào một cái khổ thơ mà rất ít khi các bạn chúng ta để ý đến, tức nghĩa là khó chung của cả Hà Nội rồi ạ. Vậy thì trong lúc đấy các bạn phải sự bình tĩnh, đấy là tâm lý. Về mặt làm bài, chưa bao giờ là nhắc các con học sinh là làm bài ngay cả, bao giờ cũng phải phân bố thời gian hợp lý, và đặc biệt là phải dùng nháp ạ. Dùng nháp gạch ý ra nháp, gạch ý ngắn gọn ra nháp, và các con dùng chính cái gạch ý đấy để các con chúng ta làm bài thì bài sẽ không bao giờ thiếu sót cả. Tránh trường hợp chúng ta là chúng ta viết sót bài hoặc là chúng ta diễn đạt không đủ lý, vân vân. Và đem cái tờ nháp đấy về cho chính thầy cô giáo dạy môn bộ môn của mình xem. Chắc chắn thầy cô giáo cũng sẽ tư vấn được cái điểm của các con. Để nó luôn luôn cô giáo luôn làm học sinh như vậy. Để các con luôn luôn là học chắc, học hiệu quả. Vì đây là khuôn khổ của một bài thi. Một bài thi rõ ràng không thể đánh giá toàn bộ quá trình học của các con. Nhưng nó lại có vai trò rất quan trọng đối với các con vì nó là điểm thi vào 10. Vậy thì con phải làm làm sao cho hiệu quả. Đấy ạ. Tiếp theo. Phần này thì... Đây phương pháp môn tập môn văn hiệu quả, xin tập trung vào các phần sau đây ạ. Đó là kỹ năng trình bày bài, kỹ năng trả lời câu hỏi và kỹ năng viết đoạn văn. Đây là ba kỹ năng quan trọng nhất của học sinh và thông thường là bị trừ điểm ở những cái kỹ năng này. Kỹ năng trình bày ạ. Nói với môn văn ạ, điểm khuyên đời lời khuyên đầu tiên của cô giáo và của các thầy cô đối với các con học sinh là viết rõ ràng. Bởi vì các bạn cũng biết rằng là chấm rất nhiều bài như vậy mà các bạn chữ viết không rõ ràng, đấy là một cái điều bất lợi đối với các bạn. Đánh số thứ tự câu trả lời rõ ràng, vì một bài thì nó bao gồm rất nhiều câu hỏi nhỏ và các bạn cần đánh số rõ ràng. Thứ hai là các bạn chú ý là không được phép gạch đầu dòng, mà các con cần phải trả lời thành chuỗi đoạn văn, thành chuỗi câu, thành một đoạn văn. Và cũng cân nhắc lưu ý thêm cho các con là khi mà các con trình bày bài thì các con ví dụ như là câu ạ, câu 1, câu 2, câu 3 thì có thể là các con nên cách ra một dòng để phân định giữa các câu, và để chẳng may mà các con có cần bổ sung thêm cái gì thì các con bổ sung một phần đó. Khi cũng chú ý là chúng ta không được dùng bút xóa, cái này thì chắc là các thầy cô giáo đã nhắc các con rồi, dùng bút xóa và tẩy xóa bận chính là chỉ điểm, và đặc biệt dùng bút xóa thì là coi như là chúng ta đã bị gạch phần bộ bài thi. Khi chép thơ rồi trích câu văn rồi dùng dấu ngoặc kép, đây là những cái rất nhỏ nhưng thường sẽ bị chỉ điểm mà thường các bạn học sinh không hề để ý đâu ạ. Tác phẩm trích lược ngà thì chữ trích lược ngà các bạn, từ trích lược ngà các bạn để cho dấu ngoặc kép ạ. Rồi khi trích dẫn các câu văn hay là xin lỗi trích dẫn các câu thơ các bạn phải xuống dòng và chưa vào trong ngoặc kép. Và có hai kỹ năng trích thơ mà các bạn chắc là thầy cô giáo cũng dạy các con ở trên lớp, là trích dọc và trích ngang. Thế nào là trích dọc và thế nào là trích ngang? Trích dọc có nghĩa là các bạn trích cả khổ, cả một đoạn thơ, và thông thường thì là không nên quá 8 câu. Quá 8 câu là quá dài rồi. Ví dụ như hai khổ của bài Dựng Hình Cá chẳng hạn, nó chỉ trích thế thôi ạ. Và trích ngang có nghĩa là các con trích ở trong bài, trích trong bài và không xuống dọc, và cũng đều cho trong dấu ngoặc kép. Đấy, rất đơn giản, có những cái rất là nhỏ và đơn giản như vậy thôi, nhưng cũng phải hướng dẫn các con rất là chi tiết ạ. Kỹ năng thứ hai là kỹ năng viết đoạn văn nghị luận văn học. Đoạn văn nghị luận văn học thì bao giờ cũng chiếm nhiều điểm hơn đoạn văn nghị luận xã hội. Thông thường nó rơi vào khoảng tầm từ 2,5 cho đến 3,5 điểm. Và điều đầu tiên là các bạn cần phải đọc kỹ đề bài và gạch chân những cái từ khóa ở trong đề bài yêu cầu. Cụ thể là như này ạ. Viết đoạn văn nghị luận, viết đoạn văn tổng phân hợp khoảng 12 câu phân tích tình cảm của nhà thơ Viễn Phương đối với Bác trong khổ thơ cuối. Thế thì chúng ta sẽ gạch chân cái những cái từ khóa nào, trong tiếng Anh nó gọi là keyword, đúng không ạ? Từ khóa rất là quan trọng. Nếu mà gạch chân thì ạ, đoạn văn tổng phân hợp, tức là hình thức đoạn văn của chúng ta phải theo hình thức tổng phân hợp. Độ dài bao nhiêu câu? 12 câu.
nội dung của đoán văn là gì, tình cảm của nhà thơ Viễn Phương đối với bác, khuôn khổ phạm vi của đề bài là gì trong phổ thơ cuốn. Đúng không ạ? Rất rõ ràng, cô Trang luôn dạy học sinh rất rõ ràng mạch lạc, bởi vì đây là chúng ta ôn thi hiệu quả. Thế thì khi bạn gạch chân như vậy, các bạn sẽ tránh được tất cả các trường hợp các con bị sai hoặc bị sót hoặc là thậm chí là viết sai đề bài. Thế ạ, và gạch chân như vậy. Thế nào biết đoạn văn? Lập giả lý, luôn lập giả lý trước khi ra nháp này, ra nháp và khai thác tối đa đề bài để ta viết câu chủ đề. Đề bài câu chủ đề đã có nằm luôn trong đề bài rồi ạ. Đó chính là tình cảm của nhà thơ Viễn Phương đối với bác, đấy chính là câu chủ đề luôn ạ. Vậy các bạn sẽ viết xuống dưới như thế nào? Khổ thơ cuối của bài thơ Viếng Lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương, tác giả đã thể hiện sâu sắc tình cảm của nhà thơ đối với bác. Đã có luôn câu chủ đề rồi ạ, khai thác tối đa câu chủ đề. Đấy là với một đoạn văn đơn giản và đúng và đủ. Còn với những đoạn văn hay thì các con có thể là so sánh hoặc là nâng cao hơn. Đấy ạ. Trong đoạn văn nghị luận văn học thì cô Trang có lưu ý hai cái đặc trưng thể loại, đó là chuyện và thơ. Trong quá trình mà khi đề thi Hà Nội bắt đầu thay đổi từ năm 2013 cho đến nay, tức là đúng 5 năm, năm nay là năm thứ 6, thì cũng là 5 năm mà cô Trang thực hiện cái chuyên đề của mình, đó là dạy học sinh theo đặc trưng thể loại. Và khi dạy học sinh theo đặc trưng thể loại thì cô Trang cảm thấy rất hiệu quả ở chỗ này, là khi con đã nắm được trưng đặc trưng thể loại rồi thì dù có vào đề nào các con vẫn làm rất tốt. Cụ thể là chúng ta học tập trung vào hai thể loại là thơ và chuyện. Thơ đặc trưng của nó chính là văn bản trữ tình. Trữ tình, chữ là lưu trữ, tình là tình cảm. Vậy có nghĩa là văn bản thể hiện tình cảm, bộc lộ cảm xúc. Thế thì cách chúng ta sẽ làm như thế nào? Thông thường ở đề thi Hà Nội sẽ thường chỉ yêu cầu các con là phân tích đoạn thơ và khổ thơ thôi ạ, không có phân tích cả bài thơ. Thì các con sẽ thực hiện cho cô 4 bước sau đây ạ. Cô sẽ quy về 4 bước ạ. Thì dù các bạn có không rõ hoặc học không chắc hoặc học không được bao hết cả bài, các bạn vẫn làm được ạ. Cụ thể là năm ngoái với học sinh là cháu của mình thì cô Trang cũng đã luyện cho bạn như vậy, và khi vào cái đề thi năm ngoái, cái đề rất là khó, đề không khó nhưng mà tức là vào một cái khổ thơ mà các bạn ấy ít học đấy, không học đến, để ý đến, thì bạn được 9 điểm môn văn và bạn đỗ vào trường Thăng Long. Thì các bạn cũng áp dụng đúng 4 bước như thế này. Bước 1 là xác định nội dung của đoạn thơ là gì. Bước 2 là phân tích, xác định, phát hiện những biện pháp tu từ, những biện pháp nghệ thuật trong toàn bộ khổ thơ đó. Bước 3 là phân tích rõ nét cái tác dụng của những biện pháp đấy trong việc thể hiện cái nội dung của bài thơ, của đoạn thơ. Và bước cuối cùng là khái quát lại cái tình cảm của tác giả thể hiện trong đoạn thơ đúng 4 bước. Và các bạn đúng 4 bước đấy bạn sẽ làm được. Lấy ví dụ luôn một đoạn thơ ạ. Một đoạn thơ mà các con rất là quen thuộc ở trong bài Đồng Chí ạ, là đoạn đầu tiên ạ. Bài câu thơ đầu bắt đầu từ câu quê anh nước mặn đồng chua, đúng không ạ, cho đến câu thơ Đồng Chí là không, mà cái đoạn thơ các con rất quen thuộc. Thế con thấy rằng là nội dung của đoạn thơ là gì? Cơ sở hình này thì Đồng Chí, đúng không ạ? Biện pháp nghệ thuật có những cái gì ạ? À, đại từ xưng hô này, anh tôi này, rất là thân thiết này, rồi là những thành ngữ này, quê hương anh này là nước mặn đồng chua này, đất cày sỏi đá này, đúng không ạ, rồi một loạt những cái đế tiểu đối với nhau, rồi là biện pháp oán dụ, súng bên súng, đầu sát bên đầu, rồi câu thơ Đồng Chí nó có gì đặc biệt, nó là câu đặc biệt, đúng không ạ, chỉ có 2 tiếng, vân vân, bạn phân tích ra. Cuối cùng khái quát lại, vậy thì cái đoạn thơ này nó thể hiện cái tình cảm gì của tác giả. Vậy như vậy rõ ràng ở đây các quý vị phụ huynh và các em học sinh hoàn toàn có thể đưa môn toán vào trong môn văn nhé. Đó là sự rõ ràng, sự mạch lạc và sự hiệu quả. Sau đó phải đúng và đủ rồi mới đến hay ạ. Nếu mà chưa đúng, chưa đủ thì chưa thể hay được. Thứ hai là đối với kỹ năng phân tích chuyện. Thì chuyện bao giờ con chú ý là sẽ có 4 cái đặc trưng sau đây này. Một là cốt truyện, diễn biến cốt truyện. Ví dụ trong Chiếc Lượng Hà này, con sẽ thấy diễn biến cốt truyện nó rất rõ ràng. Đầu tiên là anh Sáu trở về sau 8 năm xa cách, nhưng đứa con không nhận cha. Cho nên cao trào của chuyện chính là cái chi tiết là bé Thu hất cái miếng trứng cá ra khỏi bát, và sau đó là vùng vàng bỏ đi. Và lúc bé Thu nhận ra cha là lúc cha lên đường. Và kết thúc chuyện là chi tiết anh Sáu hy sinh. Đặt theo diễn biến cốt truyện, và theo đúng cái sơ đồ gieo thơ hy sinh ấy. Thứ hai là môi kẻ. Môi kẻ luôn luôn đề bài sẽ hỏi về những cái 4 cái đặc trưng này. Môi kẻ, tại sao lại chọn bác Ba là môi kẻ mà không chọn người khác? Vì là môi thứ nhất xưng tôi này, bác Ba vừa là người thân thiết với anh Sáu, vừa là người trình bày câu chuyện, vân vân, ta phân tích ra. Thứ tư ạ, đó là nhân vật. Trong một tác phẩm truyện không thể thiếu ít nhân vật. Mà đã là nhân vật thì sẽ phân tích như thế nào? Hoàn cảnh xuất thân của anh ta, tính cách, phẩm chất của anh ta như thế nào, và nghệ thuật xây dựng nhân vật rất rõ ràng. Và cuối cùng, đó là cái chủ đề của chuyện. Vậy thì tóm lại chủ đề là gì? Tại sao cùng viết về chiến tranh nhưng mà với Quang Sáng lại viết về tình cảm cha con trong chiến tranh? Bởi vì ông muốn đề cập đến một cái sự thật khốc liệt khác của chiến tranh. Chiến tranh không phải là bom rơi đạn nổ, không phải là sự tàn phá khốc liệt nữa, mà chiến tranh còn đi sâu vào trong từng cái ngôi nhà,
ngôi nhà nhỏ đó là sự chia ly chia cắt, đấy cũng là một sự khốc liệt khác. Những chi tiết nghệ thuật các con cần lưu ý là gì? Là chất lượng nào, vết sẹo, vân vân, đúng không ạ? Vậy khi các con đã ôn theo đúng đặc trưng thể loại, các con nắm rất chắc tác phẩm, và khi mà vào bất cứ một đề nào các con vẫn làm được. Ví dụ như vào cái đoạn thơ năm ngoái, các con hoàn toàn áp dụng đúng cái cách như vậy, các con làm các con vẫn được điểm. Đấy là cái đối với kỹ năng viết đoạn văn, bình luận văn học. Với kỹ năng trả lời câu hỏi thì cô chỉ lưu ý hai điều sau đây thôi, là cố gắng là các con sẽ trả lời rõ ràng, không gạch đầu dòng và trả lời thành chữ các câu. Với kỹ năng viết đoạn văn bình luận xã hội ạ, chính là trả lời cho câu hỏi của con gái hôm nãy ạ. Bình luận xã hội thì cô Trang cũng đi theo 4 bước, luôn luôn quy về thành quy trình. Ở Việt Nam mình có một cái meter là meter đúng quy trình, đúng không ạ? Vâng ạ. Tại sao Nhật Bản phát triển như vậy? Vì Nhật Bản luôn luôn tôn trọng quy trình, thì chúng ta cũng hãy tôn trọng và làm hiệu quả. Là 4 quy trình sau đây ạ. Trả lời cho cô Trang 4 bước là gì, như thế nào, tại sao và liên hệ thực tế. Đúng 4 bước ạ. Bước thứ nhất là gì ạ? Ví dụ đối với đề bài là lòng biết ơn. Lòng biết ơn là gì? Truyền thống nước nhớ nguồn là gì? Phải trả lời nó là cái gì đã. Ở đề bài năm 2015 có ra đề về bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiều bạn cứ đối khó các con làm được câu hỏi. Khó là con sao con biết được. Nhưng bởi vì rất rất đơn giản là các bạn ấy không trả lời câu hỏi đầu tiên là bản sắc văn hóa dân tộc là gì. Thì làm sao các bạn làm được phần bên dưới? Là gì? Câu hỏi thứ hai, biểu hiện của vấn đề đấy như thế nào? Lòng biết ơn được biểu hiện như thế nào? Trong đời sống hàng ngày là việc mà chúng ta tri ân đối với thầy cô, là chúng ta thể hiện lòng biết ơn tình cảm với bố mẹ. Là việc mà ở Việt Nam chúng ta có những cái ngày tri ân như 27 tháng 7, 20/11 vân vân. Biểu hiện đấy. Tại sao vấn đề đó đúng hay sai, tại sao vấn đề đó tích cực hay tiêu cực, tại sao vấn đề đó có vai trò trong cuộc sống như thế nào, vai trò của vấn đề đối với trong đời sống như thế nào, và cuối cùng là liên hệ thực tế. Riêng chú ý trong phần liên hệ thực tế là các con khi lấy dẫn chứng thì các con đừng lấy dẫn chứng là anh chị em bố mẹ em, vì đấy là dẫn chứng không tiêu biểu và không điển hình. Chúng ta cũng không lấy dẫn chứng chung chung, mà cô Trang thường nhắc các con là các con hãy bỏ túi cho cô độ khoảng 10 tấm gương. Tấm gương danh nhân này, tấm gương doanh nhân này, tấm gương những nhà khoa học này. Kiểu gì nó lấy ví dụ được. Cô lấy ví dụ luôn như Dick Gusick ạ, các bạn biết Dick Gusick đúng không ạ? Vâng ạ. Một nhà diễn thuyết rất là nổi tiếng của người Úc ạ, và anh ta không có tay chân ấy. Thì cô hỏi các con là nếu các con lấy ông Dick Gusick ra, con lấy được rất nhiều dẫn chứng cho tất cả các đề bài, một số đề bài. Nghị lực có không? Có. Ý chí có không? Có. Rất nhiều. Lấy những tấm gương này, tấm gương nổi tiếng. Tấm gương nổi tiếng. Có một cái chuyện vui là như này, là nhà giáo, các bạn biết là một nhà giáo mà bị cụt tay đấy ạ, đúng không ạ, mà đã viết bằng chân rất là nổi tiếng, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký ạ. Thì 30 năm trời là học sinh Việt Nam chúng ta rất là hay lấy tấm gương của thầy. Và nuôi thầy cũng lên báo thì nói là thôi bây giờ tôi không còn là anh nữa, tôi là ông rồi. Vì năm nay thầy cũng là chắc là cũng sắp xỉ 80 rồi. Các bạn bảo tôi xin các bạn đừng lấy tấm gương tôi nữa, bởi vì là từ thế hệ trước đến nay, từ trong chiến tranh đến giờ là còn lấy tấm gương tôi thôi. Và câu chuyện vui như vậy thôi, nhưng ở đây muốn nói rằng là các con học sinh có thể mở rộng kiến thức hiểu biết xã hội của mình ra. Và hơn nữa là chúng ta cũng không chỉ học trong sách vở, mà con nên để ý một chút đến các cái tình hình thực sự xung quanh các con. Ví dụ đơn giản nhất là những cái tình hình xung quanh các con, ví dụ có những vấn đề gì xảy ra, con nên tìm hiểu. Căn bệnh vô cảm chẳng hạn, đúng không ạ? Hay là căn bệnh cuồng thần tượng chẳng hạn, đúng không ạ? Cuồng thần tượng, nói cuồng thần tượng thì là đúng là nhiều bạn ở đây là rất biết cái này, đúng không ạ? Đấy, chúng ta phải để ý một chút đến các vấn đề xung quanh. Để làm gì? Để thứ nhất, điều quan trọng hơn là con sẽ bổ sung cái kiến thức xã hội chính mình. Và điều thứ hai là cho chính bài thi của mình luôn ạ. Thì đấy là ba cái kỹ năng mà cô sẽ nhắc lại. Một là kỹ năng trình bày, hai là kỹ năng viết đoạn văn, nghị luận văn học, ba là kỹ năng viết đoạn văn, nghị luận xã hội. Và chắc chắn rằng nếu các bạn làm theo đúng các bước, và chúng ta có những sau đó, sau khi mà làm đúng các bước như này rồi, phương pháp hiệu quả rồi, thì các con cần trau dồi cái gì? Trau dồi đó là kỹ năng diễn đạt. Kỹ năng diễn đạt phải đến sau như thế này. Và diễn đạt như thế nào? Thứ nhất, diễn đạt phải mạch lạc, rõ ràng, rõ ý, sáng ý. Thứ hai là diễn đạt rõ ý rồi thì ta phải trau chuốt về mặt từ ngữ, câu từ đấy, và cuối cùng mới là diễn đạt hay và bay bỏng. Thực ra trong quá trình mà chấm bài ấy, thì với đề thi chuyên thì thông thường các con sẽ cần phải so sánh, rồi là diễn đạt phải rất là đầu tư rồi chuyên sâu. Nhưng vừa đối với đề thi vòng 10 ở lộ trình vòng 10 đại trà thì cũng một lời khuyên của cô Trang đối với các con, đó là các con nên làm bài đúng đủ và hiệu quả, vì các con không có nhiều thời gian đâu ạ, chỉ 120 phút thôi mà đã dành ra 5 phút đầu giờ để chúng ta gạch ý ra nhát rồi, và chúng ta còn lại thời gian làm bài nó không có nhiều. Thì đấy là những cái lời khuyên của cô Trang trong quá trình luyện thi học sinh nhiều năm, cũng như là cũng nghe cái sự tư vấn của phụ huynh học sinh, sự trao đổi lại thường xuyên, thì là muốn giúp gắn lại cho các con như vậy.
thành những cái bước rất là cơ bản, rõ ràng và mạch lạc để các con hiểu, các con nắm vững và con vận dụng đúng như vậy. Và cũng có một cái phần nữa là tư vấn thêm cho các con học sinh và phụ huynh ở đây để đồng hành cùng với con, là các con trong quá trình đưa con ôn tập ấy, thì các con có thể dùng các kiểu sơ đồ bảng biểu để các con ôn tập, nó rất là hiệu quả, rõ ràng. Và luyện đề rất nhiều, luyện đi luyện lại. Thêm nữa là trong cái khóa này ngày hôm nay, những phụ huynh mà tham dự và có ghi lại email ở trong phiếu khảo sát ấy, thì cô Trang sẽ gửi tặng cho tất cả quý vị phụ huynh và các con học sinh một cái cuốn tập tài liệu mà cũng đã mất công là gọi là chỉnh sửa lại để mà sao các con được ôn tập được tốt nhất và nó mang tính hiệu quả, thì nó rất là rõ ý, rất rõ ý. Một lần nữa thì rất là cảm ơn quý vị phụ huynh đã dành thời gian cho buổi chủ đề ngày hôm nay, và xin chúc các con học sinh là sẽ có cái điểm thi cao nhất đúng như mình mong đợi. Xin cảm ơn quý vị phụ huynh và các con. Cảm ơn cô Trang rất nhiều. Hiện tại thì chúng tôi vẫn chỉ nhận được ít các câu hỏi của các phụ huynh ạ. Tôi mới nhận được có 3 câu hỏi. Thế là chúng tôi giải đáp luôn, sau đó chúng ta giải lao. Thì trong cái thời gian giải lao chúng ta kính chào quý phụ huynh, mến chào các bạn học sinh thân yêu. Thầy hiểu rằng thời điểm hiện nay các em đang rất là lo lắng với những cái kỳ thi quan trọng sắp diễn ra. Ngay trước mắt chúng ta là bài kiểm tra học kỳ với rất là nhiều môn. Đồng thời, năm học này, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của thành phố Hà Nội có rất là nhiều sự đổi thay. Thay đổi trong số lượng các môn thi, thay đổi trong hình thức để xét tuyển và tính điểm tuyển vào các trường. Nhưng trong những sự đổi thay đấy, thầy trò mình có một niềm vui, có một cái vui nhỏ nhỏ, đấy là môn văn của chúng ta thì không có những sự thay đổi lớn. Cấu trúc đề thi, thời gian làm bài cũng như là phạm vi ôn tập vẫn được đảm bảo như các năm học đã qua. Đấy cũng là một điều kiện thuận lợi để thầy trò mình có thể yên tâm ôn tập trong giai đoạn sắp tới. Ở vào giai đoạn này, khi chúng ta đã đi qua được một nửa của cuộc hành trình, chúng ta đã đi hết những tháng của học kỳ 1, chương trình học của thầy trò cũng đã hoàn thành được khoảng tầm 2/3 các cái đơn vị kiến thức cần thiết. Và trong khoảng thời gian còn lại, chúng ta còn từ tháng 12 cho đến tháng 5 là chúng ta có kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Trong 6 tháng còn lại, thời gian không nhiều nhưng nó cũng đủ để chúng ta nỗ lực cố gắng để tạo ra sự khác biệt và bứt phá để giành lấy kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới. Ở cái thời điểm rất quan trọng trước kỳ thi học kỳ 1 và trước một cái giai đoạn ôn tập tổng hợp cho sau, thầy Hùng có đôi điều chia sẻ với trước hết là các bạn học sinh và sau đó là với anh chị phụ huynh. Trước hết với các em học sinh thì quỹ thời gian còn của chúng ta thực sự không nhiều. Mình phải ý thức ngay được rằng mọi thứ đang rất là nhanh và gấp rồi. Và thật ra sau khi chúng ta bước sang cái bước ăn cái Tết Nguyên đán sang tháng 2, mình sẽ cảm giác thời gian trôi đi nhanh kinh khủng. Vậy mình phải biết trân trọng cái thời gian để mình ôn tập cho hiệu quả nhất. Thế thì còn 6 tháng mình xây dựng cái lộ trình ôn tập như thế nào thì hiệu quả. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào cái phương pháp học tập của các bạn, cái chiến lược ôn tập mà mình đã đề ra từ đầu năm, cái kế hoạch học tập dài hơi của mình, cũng như là tình hình kiến thức của mình ở thời điểm thực tế. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, thầy nghĩ rằng các bạn cần ưu tiên vào một số cái mục tiêu cũng như là một số cái giai đoạn cụ thể như sau. Thời điểm này chúng ta đã học xong toàn bộ các cái tác phẩm trong chương trình ngữ văn lớp 9 của học kỳ 1. Vậy chúng ta chỉ còn chương trình học kỳ 2, và nếu mà đếm số đầu tác phẩm quan trọng để phần trọng tâm để thi vào lớp 10 thì hầu hết đã nằm ở chương trình học kỳ 1, khoảng tầm 2/3. Khoảng 1/3 các tác phẩm còn lại thì sẽ nằm ở học kỳ 2. Vậy theo thầy thì trong khoảng thời gian 3 tháng tới, từ tháng 12, tháng 1 và tháng 2, chúng ta dành cái thời gian ưu tiên để chúng ta học nốt, học kỹ, học chắc các đơn vị kiến thức trong chương trình ngữ văn lớp 9 của học kỳ 2. Trong 3 tháng đầu tiên đó, sau khi chúng ta hoàn thành cái phần học kiến thức để giai đoạn đầu tiên là chúng ta học để tiếp thu đơn vị kiến thức, thì chúng ta chuyển sang giai đoạn này sẽ kéo dài vào khoảng tầm 3 tháng cuối cùng trước kỳ thi. Đó là giai đoạn kéo dài từ khoảng tháng 3, tháng 4 và tháng 5. Đó là thời gian rất quan trọng trước kỳ thi. Giống như trong một cuộc đua thì giai đoạn đấy chính là giai đoạn các bạn phải bứt phá, bứt tốc để các bạn có thể về đích nhanh chóng và thành công. Thì trong 3 tháng cuối cùng này, các bạn nên dành thời gian để tổng ôn, ôn tập hệ thống hóa lại toàn bộ các cái phần kiến thức và kỹ năng mình trong toàn bộ chương trình. Thế thì mình lại theo từng tác phẩm, hoặc có thể ôn lại theo cả một chuyên đề, ôn lại theo từng dạng bài cụ thể một. Có rất nhiều cách để chúng ta ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trong phần này. Thế thì ở phần này thầy chỉ lưu ý bạn hai điều là bạn cần phải ôn tập và hệ thống hóa kiến thức về các tác phẩm. Mình phải nắm rất là chắc.
Đồng thời, mình cũng phải rèn luyện kỹ năng làm các dạng bài thường xuyên xuất hiện trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10, môn ngữ văn. Và trong 3 tháng cuối, thầy nghĩ nếu bạn nào mà chưa làm tốt cái dạng bài viết các đoạn văn nghị luận, kỹ năng diễn đạt của mình, cái kỹ năng làm bài văn nghị luận của mình, đoạn văn nghị luận của mình chưa tốt, thì đây chính là 3 tháng các bạn nên dành thời gian để rèn giũa và luyện tập nhiều, viết các đoạn nghị luận xã hội, luyện viết các đoạn nghị luận văn học để mình nâng cao cái khả năng diễn đạt và mình nâng cao cái kỹ năng làm bài để tối ưu hóa điểm số cho hai cái câu hỏi nghị luận này. Hai câu hỏi viết đoạn văn nghị luận trong cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn ngữ văn của Hà Nội thì luôn luôn chiếm cái trọng số điểm rất là lớn, khoảng từ 5 đến 6 điểm, không thể bỏ lỡ vì nó là những cái đơn vị điểm số sẽ quyết định là bạn đỗ hay trượt trong kỳ thi này. Đúng chưa? Bên cạnh cái việc là chúng ta dành thời gian để rà soát, ôn tập tổng hợp kiến thức và kỹ năng thì các bạn cũng cần phải lưu ý ở trong giai đoạn cuối mình phải dành thời gian hợp lý để mình có thể luyện giải các cái đề thi theo đúng cái cấu trúc đề thi tuyển sinh vào 10 của Hà Nội. Thế thì như chúng ta biết rằng là mình có thể có rất là nhiều nguồn đề thi để mình có thể sưu tầm mình làm. Thứ nhất là để mình tự sưu tầm, mình có thể có trong các cái cuốn sách tham khảo, mình có thể sưu tầm nguồn đề ở trên các khóa học của thầy cô học, mình có thể sưu tầm ở trên mạng internet, mình cũng có thể làm các đề thi thử của thầy cô của mình ra ở trường. Đồng thời nhiều bạn cũng lựa chọn là đến các cái trung tâm luyện thi trường nổi tiếng, các trường công nổi tiếng ở Hà Nội để tham gia các kỳ thi thử của các trường đó để mình có thêm một cơ hội cọ sát. Điều đó theo thầy đánh giá là rất cần thiết. Tuy nhiên có một điều thầy lưu ý là khi chúng ta luyện đề thì các bạn cần phải làm bài với một cái tâm thái hết sức là nghiêm túc. Mình làm mỗi đề với một cái tâm thái như mình đang làm một đề thật như vậy, cố hết sức để mình làm, để sau mỗi đề đó, mỗi điểm số mình nhận được là kết quả xác, để mình có thể đánh giá đúng thực lực ở thời điểm hiện tại của bản thân, tìm ra những điểm còn khuyết thiếu, còn hạn chế để chúng ta có thể khắc phục và bổ sung. Đồng thời việc tham gia các kỳ thi như vậy một cách nghiêm túc, nó cho phép các bạn rèn luyện cái kỹ năng trình bày, cái khả năng đối với thời gian, phân bố thời gian từng câu từng phần trong đề. Nhưng nếu như bạn có mắc phải mệt luyện đề mà không chú ý về cái việc ôn tập hệ thống hóa lại kiến thức thì cũng rất là nguy hiểm, bởi vì mình cứ bị triền miên trong việc làm các đề mà các đề ấy chưa chắc nội dung của nó đã đều có cái đảm bảo cái chất lượng như nhau. Cho nên các bạn phải chú ý, số lượng có khi không quan trọng bằng chất lượng. Mình cần phải luyện quá nhiều, làm quá nhiều đề, phải chọn được những cái đề hay, những cái đề biểu, những cái đề sát với cấu trúc thí sinh lớp 10 của Hà Nội để chúng ta chọn làm. Theo thì mỗi bạn thì mỗi một tuần luyện một đề, nên luyện dài một đề, 1 đến 2 đề là hợp lý. Như vậy nếu mà trong 3 tháng này mình mà luyện rất là đều đặn, làm rất là đều đặn thì mỗi một tháng mình đã làm đề và 3 tháng mình có thể làm được khoảng hơn 20 đề. Như vậy là một con số khá lớn, và nếu như đề thi được ra một cách rất hệ thống thì thậm chí với hơn 20 đề đó mình có quét qua được tất cả các kiến thức trong chương trình ngữ văn lớp 9, các tác phẩm, các kiến thức phần tiếng Việt, các kiến thức về phần các kỹ năng dạng bài về phần tổng hợp văn, chúng ta đều đã quét qua được hết qua cái hệ thống đề đó. Nếu chọn được một cái bộ đề, nếu chọn được một cái hệ thống đề hợp lý và khoa học, đồng thời nó có chất lượng thì chắc chắn việc ôn tập của bạn sẽ còn tốt hơn rất nhiều. Đó là cái lưu ý của thầy trong giai đoạn sắp tới. Trong 6 tháng tới mình có thể dành 3 tháng đầu để ôn luyện hệ thống hóa, để tiếp tục để tiếp thu cái đơn vị kiến thức kỳ 2, 3 tháng cuối mình vừa ôn luyện và vừa luyện đề. Với cái phần như vậy, thầy hy vọng rằng các em sẽ có một cái thời gian biểu rất là hợp lý và khoa học để trong quãng thời gian ngắn sắp tới mình tận dụng để mình có thể bồi đắp lại những đơn vị kiến thức mình còn thiếu, còn yếu, đồng thời mình củng cố, mình nâng cao những kỹ năng để mình giành kết quả kỳ thi. Và trong giai đoạn ôn tập này thì thầy mong rằng các em sẽ quyết tâm, sẽ cố gắng và tập trung cao, nhưng đồng thời mình cũng không quá lo lắng, không quá là sợ hãi với cái kỳ thi sắp. Mình vẫn giữ được một cái sự tự tin bình thản để chúng ta có thể có được một cái tâm thái tốt nhất trong quá trình ôn luyện và tiến vào kỳ thi. Đó là với các em, thầy có đôi điều chia sẻ và tư vấn về cái lộ trình ôn luyện. Còn với anh chị phụ huynh thì thầy Hùng cũng biết rằng là anh chị đã có một năm với một cái học kỳ đã rất là sát sao với các con, rất quan tâm đến cái tình hình học tập cũng như là sự tiến bộ của các con. Và thầy tin rằng là trong cái quãng thời gian còn của học này, anh chị sẽ còn tiếp tục đồng và sát sao hơn nữa với việc tập và quá trình ôn luyện của con mình. Tuy nhiên, thầy cũng có một vài lưu ý. Không phải bạn nào cũng có cái Chào quý phụ huynh.
gặp các bạn học sinh thân yêu. Quý phụ huynh học sinh đừng vội rời khỏi màn hình mà hãy đợi chúng tôi quay lại cho biết.